Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 83. Nói rồi người kia phất tay, một đạo kiếm quang bay vút lên trời, hai người biến mất. Mười mấy phút sau, người mặc trường bào tím và Ngô Bình đã xuất hiện trước một cung điện hoành tráng. Trong cung điện có một thứ mà anh quen, bia thử kiếm. Món đồ này ở Thiên Địa Kiếm Tông cũng có một cái. Người mặc trường bào tím nói, đây là bia thử kiếm, từ xưa đến nay, thành tích của tất cả các kiếm tu cùng cảnh giới đều được ghi chép trên đây. Nếu cậu được xếp hạng trên 10.000 thì có thể gia nhập vào Thiên Tượng Kiếm Môn tôi. Nếu được xếp trên 3.000 thì có thể vào Thiên Tượng Kiếm Cung lĩnh ngộ kiếm đạo. Ngô Bình thầm nói, xem ra người này là người của Thiên Tượng Kiếm Môn, vậy mình có nên phát huy thực lực thật sự của mình không? Anh hỏi, tiền bối, xếp hạng cao có lợi ích gì không ạ? Người mặc trường bào tím, nếu cậu được xếp vào top 100 thì có thể vào 4 kiếm cung lớn để lĩnh ngộ kiếm đạo, trở thành đệ tử nòng cốt của môn phái. Nếu cậu có thể vào top 10 thì có thể vào nơi kiếm tổ tọa hóa là điện kiếm đạo để lĩnh ngộ kiếm đạo tối cao. Ngô Bình, 4 kiếm cung lớn không được xem là kiếm đạo tối cao sao? Người mặc đồ tím, 4 kiếm cung lớn chỉ là 4 ý nghĩa kiếm đạo lớn thôi, chúng là chìa khóa để mở ra truyền thừa kiếm đạo. Muốn có được truyền thừa của kiếm tổ phải lĩnh ngộ được 4 ý nghĩa kiếm đạo lớn mới được. Ngô Bình, kiếm đạo quân đã lĩnh ngộ được 4 ý nghĩa kiếm đạo lớn chưa? Người mặc trường bào tím im lặng một lát rồi nói, kiếm đạo quân có được 3 trong 4 ý nghĩa lớn, nhưng đáng tiếc đều là phần nông bên ngoài. Năm xưa kiếm đạo quân cũng là một thiên tài, trên bảng thử kiếm xếp hạng thứ 1.300 trong số những người cảnh giới bất tử. Tiếc là kiếm đạo quân không thu hoạch được gì từ điện kiếm đạo. Ngô Bình hỏi, vậy 4 môn chủ thì sao? Chắc đều đã lĩnh ngộ được ý nghĩa kiếm đạo rồi nhỉ? Người mặc trường bào tím, cậu hỏi nhiều quá, kiểm tra trước đi đã, vào được Thiên Tượng Kiếm Môn của tôi rồi hỏi cũng chưa muộn. Ngô Bình gật đầu, anh phất tay, một đạo kiếm quang chém lên trên. Nhát kiếm này anh chỉ dùng 1/10 uy lực của mình, xem thử kết quả ra sao. Nếu không vào được top 100 thì thử lại lần nữa. Bia thử kiếm chấn động kịch liệt một phen. Danh sách bảng cảnh giới chân quân nhanh chóng xáo trộn, sau đó trừ ra vị trí số 7. Điều này có nghĩa, uy lực nhát kiếm vừa rồi của anh đã đạt được vị trí thứ 7 trong bảng chân quân. Người mặc trường bào tím cũng ngây cả người ra, nhìn chằm chằm vào danh sách, sau đó ông ấy bóp nát một tấm bùa ngọc, nhìn Ngô Bình chăm chú. Ngô Bình, tiền bối, sao lại nhìn tôi như vậy? Người mặc trường bào tím hoàn hồn, tự biết mình thất thố nên nói, xin lỗi. Chỉ là tôi quá kinh ngạc. Đứng thứ 7 bảng chân quân, cậu là thiên kiêu tuyệt thế, tương lai chắc chắn sẽ vượt xa kiếm đạo quân. Ngô Bình nói vậy là vãn bối có thể vào điện kiếm đạo rồi sao? Người đàn ông áo bào trắng nhìn bia thử kiếm, sau đó nhìn Ngô Bình, cười hỏi, con trai, con tên gì? Ngô Bình, vãn bối là Tống Ngọc. Người mặc áo bào trắng, người ở đâu? Ngô Bình, Thành Thiên Vũ. Người mặc áo bào trắng, là cố hương của Thiên Vũ Kiếm Hoàng sao? Khá lắm, con mạnh hơn nhóc con Thiên Vũ nhiều lắm. Ngô Bình ngạc nhiên quá đỗi, nghe nói Thiên Vũ Kiếm Hoàng đã hơn 3.000 tuổi rồi, nhưng trong miệng người này lại trở thành nhóc con. Người đàn ông áo bào trắng cười nói, ta tên Nguyên Phong, trưởng môn của Thiên Tượng Kiếm Môn. Con là Thiên Kiêu, bây giờ ta nhận con làm đồ đệ, con có đồng ý không? Ngô Bình đáp, đệ tử đồng ý ạ. Nguyên Phong cười nói, đồ đệ, sau này con nên gọi ta là sư tôn. Ngô Bình, Tống Ngọc bái kiến sư tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nguyên Phong, để công tôn trưởng lão đưa con đi làm quen môi trường trước nhé. Sau đó ông ấy lại nói với công tôn Vũ Thanh, công tôn, chuyện của Tống Ngọc bây giờ chưa cần rêu rao. Tên trên bảng thử kiếm này cũng tạm thời đừng điền lên. Công tôn Vũ Thanh, rõ. Ngô Bình, sư tôn, đệ tử muốn tới Thiên Tượng Kiếm Cung. Nguyên Phong, ừ, cũng tốt, công tôn, ông dẫn nó đi, sau đó có thể tới thăm 3 kiếm cung còn lại, nói xong ông ấy tháo một tấm lệnh bài giao cho công tôn Vũ Thanh. Sau khi Nguyên Phong đi, công tôn Vũ Thanh nói, công tử, mời theo tôi. Bay được một đoạn, họ vào một vùng đất hoang vu. Không gian phía trước xuất hiện một tòa cung điện. Công tôn Vũ Thanh, công tử. Đây là Thiên Tượng Kiếm Cung. Đáp xuống trước cung điện, trước mặt là một cây cầu rất to và dài, ẩn hiện trong một màn mây khói màu vàng, dường như nối liền với cung điện.
Có một đình nghỉ mát trước cây cầu, một ông lão tóc bạc đang ngồi trong đó. Công Tôn Vũ Thanh đưa lệnh bài ra nói, tôi đến đưa đệ tử Tống Ngọc vào kiếm cung mộ đạo. Ông lão tóc bạc nhìn lệnh bài rồi gật đầu. Công Tôn Vũ Thanh, công tử, qua cây cầu này chính là kiếm cung. Nhưng kiếm cung sẽ sàng lọc những người vào cung, nếu thực lực không đủ sẽ rơi khỏi cây cầu. Tố chất của công tử tốt như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Ngô Bình gật đầu, anh men theo cây cầu đi về phía trước, sắp mất hút trong mây khói. Trong làn mây khói có một luồng sức mạnh đẩy Ngô Bình về sau, khiến bước chân của anh trở nên nặng nề hơn. Nhưng thể chất của anh mạnh mẽ, luồng sức mạnh này không ảnh hưởng quá nhiều tới anh. Đi thêm vài bước nữa, lòng anh bỗng lo lắng không yên. May là anh đã khống chế cảm xúc rất nhanh, tiếp tục bước về phía trước. Sau khi đi được 100 bước, anh đã nhìn thấy cửa lớn của cung điện. Cửa đang đóng, trước cửa có một con rối kiếm đạo. Con rối kiếm đạo hai tay cầm kiếm, mũi kiếm cắm xuống đất. Khi anh đi tới trước mặt con rối bỗng đánh ra một kiếm nhanh như chớp. Ngô Bình phất tay, nắm lấy mũi kiếm, phát ra kiếm lực, con rối bị đánh bay mấy mét, loạng choạng lùi về sau. Sau một nhát kiếm, con rối thu kiếm lại, không tấn công nữa. Ngô Bình đi qua con rối, giơ tay đẩy cánh cửa lớn bằng kim loại dày và nặng kia, kích hoạt kiếm lực, cánh cửa chậm rãi mở ra. Nghe tiếng cửa lớn được mở, ông lão tóc bạc cười nói, đã 107 năm không có ai mở được cánh cửa lớn này rồi. Công Tôn Vũ Thanh, ngài đã nghe thấy rồi sao? Cậu ấy đánh bại con rối kiếm đạo rồi. Những người mở được cửa trước đây hiếm có ai đánh bại được con rối, đa phần đều đi vòng qua nó mà thôi. Ông lão gật đầu, cậu ấy đánh bại con rối chỉ bằng một đòn. Thực lực của người này quả thật khủng bố. Thiên tượng kiếm môn lại xuất hiện một thiên kiêu nữa rồi. Cửa đã mở, Ngô Bình bước vào trong. Cung điện rất rộng rãi. Anh vừa bước vào đã có một luồng ý chí ập vào thức hải của anh, truyền ý nghĩa thiên tượng tầng 1 lại cho anh. Nhận được ý nghĩa, anh nhớ lại kiếm lão của Thiên Địa Kiếm Tông. Có lẽ năm xưa kiếm lão cũng đã vào được âm dương kiếm cung, sau đó nhận được ý nghĩa âm dương tầng 1. Để mang ý nghĩa này đi, ông ấy đã ép mình phong ấn, mãi cho đến khi truyền lại ý nghĩa âm dương này cho anh mới rời khỏi nhân thế. Sau khi Ngô Bình nhận được ý nghĩa, ánh sáng vàng phía trước cuộn trào. Một con rối kiếm đạo bước ra. Con rối này cầm một thanh trường kiếm, đánh về phía Ngô Bình. Ngô Bình đã từng trải qua tình huống như thế này rồi, năm xưa để học được ý nghĩa chân võ, anh cũng đã từng đánh với con rối. Ở tháp tiên võ cũng đã đánh với con rối. Mục đích của những con rối này là giúp anh tiếp nhận ý nghĩa, nên anh buộc phải đánh với chúng nó. Ý nghĩa thiên tượng tổng cộng có 12 tầng, tầng sau khó hơn tầng trước. Bây giờ Ngô Bình chỉ mới đạt được ý nghĩa tầng 1, anh buộc phải hoàn toàn hấp thu hết ý nghĩa tầng 1 thì mới có thể nhận được ý nghĩa tầng 2. Bên cạnh có một cái giá kiếm, trên đó bày 10 thanh kiếm, anh giơ tay nắm, một thanh trường kiếm bay vào tay anh, rồi đánh với con rối kia. Kiếm pháp của con rối này rất mạnh, muôn hình vạn trạng, một nhát kiếm bổ tới hệt như sức ép của cả trời đất đều đổ ập lên người anh. Ngô Bình bị nhát kiếm này đánh lùi mấy chục mét. Cánh tay tê dần, kinh ngạc vì sức mạnh của con rối này. Anh vừa nghiên cứu ý nghĩa kiếm thuật của đối phương, vừa nghĩ cách đối phó. Lúc này, trong nhà họ Lý, một luồng khí tức kinh thiên phóng ra, Hỷ Bảo bước ra từ phòng luyện công. Lần bế quan này, Hỷ Bảo có thu hoạch rất lớn, nhờ đan dược của Ngô Bình cậu đã thành công đột phá Thiên Vu Kinh tầng 10. Lúc cậu ở Thiên Vu Kinh tầng 7 đã sở hữu hơn 3 phần thực lực của Ngô Bình lúc đó rồi. Lúc ở tầng 8 thì đã có thể đánh hòa với anh. Bây giờ ở tầng 10 thì thực lực càng khủng khiếp. Mẹ Đường, bố con đâu, cậu tìm thấy Đường Tử Di, hỏi thăm tung tích của Ngô Bình. Đường Tử Di, bố con tới đại thế giới huyền hoàng rồi. Hỷ Bảo, con lại đột phá rồi à? Hỷ Bảo bây giờ đã trông giống một chàng trai 17 tuổi, hoàn toàn không giống một đứa con nít tí nào. Cậu cười nói, vâng thưa mẹ Đường, con lại đột phá rồi. Bây giờ chắc con đã có thể đánh thắng bố rồi. Đường Tử Di nhoẻn miệng cười, con muốn đánh bố con à? Cẩn thận đánh không lại, ngược lại còn bị ăn đòn. Hỷ Bảo nhếch miệng cười, đánh không lại cũng không sao ạ, con lại tiếp tục tu luyện. Sau đó cậu nhìn bụng dưới của Đường Tử Di, vui mừng reo lên, mẹ Đường, mẹ có em bé rồi hả? Đường Tử Di mỉm cười, đúng vậy, mấy tháng nữa là mẹ sinh rồi. Hỷ Bảo vui đến nỗi nhảy cẫng lên, tốt quá đi thôi.
sau này có người chơi với con rồi. Cậu bé vẫn là trẻ con, áp lỗ tai vào bụng để nghe, kết quả bị nhóc con trong bụng đạp cho một phát, hỉ bảo úi một tiếng sau đó cười ha hả, mẹ Đường, em gái mạnh mẽ quá à. Đường Tử Di nói, hỉ bảo, sau này em gái ra đời, con làm anh trai phải bảo vệ em gái thật tốt nhé. Hỉ bảo gật đầu thật mạnh, đương nhiên rồi ạ, ai dám ăn hiếp em gái của con đánh chết nó. Hai mẹ con nói chuyện một hồi rồi Đường Tử Di dẫn Hỉ bảo đi thăm hỏi nữ đế Linh Hy. Mấy ngày nay nữ đế Linh Hy luôn bế quan tĩnh tu, gần đây mới xuất quan. Thấy Đường Tử Di tới, cô ấy vội ra đón, em Tử Di, chị đang định tới thăm em đây chứ. Đường Tử Di cười đáp, chị Linh Hy, chị vẫn luôn bế quan, lúc Huyền Bình đi có để lại ít trà thanh lộ, em mang đến một ít cho chị thưởng thức. Nữ đế Linh Hy, cảm ơn em. Hai cô gái ngồi thưởng trà, Hỉ bảo ngồi không yên nên chạy ra vườn hoa tìm năm con thuồng luồng nhỏ chơi. Năm con thuồng luồng đều đã lớn đến mười mấy mét, cũng rất nghịch ngợm. Nhìn thấy Hỉ bảo xuất hiện, bọn nó đều hoảng loạn bỏ chạy, nhưng chẳng mấy chốc Hỉ bảo đã tóm được một con lại. Hỉ bảo đánh con thuồng luồng đó mấy cái, quát nó, mày chạy cái gì, tao có đánh mày đâu. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy một đạo độn quang bay lướt qua trên không, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng bay ngang qua thì bay thôi, thế mà đối phương lại hỗn sực dùng thần niệm quét phía bên dưới, khiến người ta khó chịu. Hỉ bảo thả con thuồng luồng ra, tức giận quát, đồ không biết phép lịch sự kia, xuống đây cho tôi. Cậu giơ tay chộp lên trời, độn quang kia bỗng nổ tung, sau đó một bóng người rơi từ trên trời xuống, rơi tõm xuống hồ nước gần đó. Một con rùa nổi lên mặt nước, gặm vào cổ áo kẻ kia kéo lên bờ. Đây là một nữ tu sĩ. Áo quần bị ướt nên đường dáng lộ hết ra ngoài. Hỉ bảo là một đứa con nít, đâu hiểu sự đời, lại cảm thấy cô gái này quá ốm, trên người không có chút thịt nào, chẳng đẹp. Bốp bốp. Cậu vỗ mấy cái lên mặt cô gái, này, tỉnh lại đi. Cô gái ho vài tiếng rồi ngồi bật dậy, nhìn thấy Hỉ bảo bên cạnh, cô gái quát lên, cậu tặc chết đi. Cô gái đánh một chưởng về phía Hỉ bảo, hỏa quang từ lòng bàn tay tỏa ra tứ phía, đánh trúng ngực của Hỉ bảo. Hỉ bảo không tránh, trường lực của đối phương đều bị cậu hấp thu hết, hóa thành năng lượng của cậu luôn. Cậu thấy kỳ lạ nên hỏi, sao cô lại đánh tôi? Cô gái bất ngờ, cậu không sao cả à? Hỉ bảo, tôi thì làm sao được chứ, tu vi của cô kém như vậy, còn đánh không lại con chó nhà tôi nữa mà. Nghe câu này giống như đang chửi người ta, nhưng điều Hỉ bảo nói là sự thật. Cô gái tức tím mặt, cậu dám sỉ nhục tôi. Biết tôi là ai không? Hỉ bảo hỏi, cô là ai? Cô gái lạnh giọng đáp, tôi là đệ tử của Ngọc Hư Cung, bố tôi là trưởng lão của Ngọc Hư Cung. Hỉ bảo đâu biết những thứ này, cậu nói, ồ, thì ra cô là người của Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung là nơi nào vậy? Cô gái cạn lời, nói, Ngọc Hư Cung là đạo trường của Ngọc Hư Cảnh Thiên, Ngọc Hư Đạo Quân là Đại La Kim Tiên đấy. Hỉ bảo, ồ, rồi sao? Cô gái. Bây giờ cậu xin lỗi tôi ngay, nếu không tôi sẽ phái người tới giết chết tất cả người ở đây, cô gái lạnh giọng nói, uy hiếp Hỉ bảo. Tuy Hỉ bảo suy nghĩ đơn giản nhưng câu nói nặng lời như giết chết tất cả người ở đây thì cậu vẫn có thể nghe hiểu. Gương mặt cậu nghiêm nghị, hỏi, sao cô lại muốn giết tất cả người ở đây? Người ở đây đều rất tốt, bọn họ là người thân nhất của tôi. Trong lòng Hỉ bảo, tất cả người ở đây đều là người mà cậu bé phải bảo vệ, vì cậu xem nơi này là nhà. Xem Đường Tử Di, Ngô Mi, Trương Lệ là người thân. Cô gái cười khẩy, vì tôi là người của Ngọc Hư Cung, tôi có chỗ dựa, có gia thế. Có thể mặc sức chém giết thế lực nhỏ như chỗ mấy cậu. Bốp! Hỉ bảo tát một phát vào mặt cô gái, cái tát này rất nặng, nửa gương mặt cô gái lõm cả xuống, cô ta đau đớn hét lên một tiếng, đau đến nỗi toàn thân co rúm. Hỉ bảo hỏi, ý cô nói là Ngọc Hư Cung sẽ giết người ở đây à? Cô gái hổn hển nói, tên khốn đáng chết nhà cậu. Nhất định tôi phải nói bố tôi tới giết hết các người, không tha một ai. Sâu trong đáy mắt Hỉ bảo lóe lên một tia sáng lạnh, Ngọc Hư Cung ở đâu? Cô gái hung hăng trừng mắt với cậu, có giỏi thì cậu đi theo tôi. Tôi phải nói bố tôi lột da cậu, rút gân cậu. Hỉ bảo trầm ngâm vài giây rồi thản nhiên nói, ừ, tôi đi với cô. Hỉ bảo, con người cô kỳ cục thật đấy. Sao cứ đòi lột da tôi thế nhỉ, cô thích da của tôi à?
Nó đâu có biến thành áo quần để mặc được đâu. Lúc này cô gái bỗng la lên, sư huynh, bố. Anh cả, mau tới cứu con. Giọng cô ta rất vang, vừa hét lên đã có một bóng người xông từ cung điện trên núi xuống, chớp mắt đã tới trước mặt, là một chàng trai trẻ tuổi. Nhưng thấy mặt cô gái bị đánh lõm vào, hắn hoảng hốt, Nguyên Vi sư muội, em sao thế? Cô gái tên Nguyên Vi kia khóc, sư huynh, mau giết nó đi. Thằng ôn con này đánh em bị thương đó, hu hu. Chàng trai trẻ này tên là Trương Duy Tiên, là thiên tài Nguyên Vi ngưỡng mộ nhất ở đạo trường, trẻ thế này mà đã là địa tiên cảnh giới bất tử rồi. Trương Duy Tiên nghe xong thì nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm hỉ bảo, thằng ôn con, dám đánh bị thương sư muội của tao, chết đi. Hắn không hỏi kỹ nguyên nhân, cũng không muốn biết đúng sai thế nào đã ra tay vỗ vào đầu hỉ bảo. Vì hỉ bảo tu luyện thiên vu kinh, nhìn có vẻ vô hại, tu vi thấp nên kẻ này hoàn toàn chẳng xem cậu ra gì. Bàn tay của hắn vừa chạm lên đầu hỉ bảo, ánh mắt hỉ bảo ánh lên tia sắc bén, trên đầu xuất hiện một đạo phù văn xoay tròn, pháp lực của Trương Duy Tiên không ngừng bị phù văn hút vào, phù văn cũng theo đó mà càng lúc càng sáng. Nguyên Vi hoảng hốt, kêu lên, mày đang làm gì? Cảm nhận tiên lực đang không ngừng bị hút cạn, vẻ mặt Trương Duy Tiên méo mó, ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ, hét lên, mày là loại quái vật gì thế? Quá trình hút tiên lực càng lúc càng nhanh, chưa đến 10 giây, cơ thể của Trương Duy Tiên đã biến thành tro bụi, tu vi đã bị hỉ bảo hút sạch. Hút tu vi của đối phương xong, phù văn trên đỉnh đầu của hỉ bảo tỏa sáng lấp lánh rồi quay trở vào trong cơ thể cậu. Cậu nhìn Nguyên Vi nói, bố và mẹ tôi, mẹ Đường và em gái, không ai được làm hại họ. Ai dám hại họ, tôi giết kẻ đó. Cuối cùng Nguyên Vi cũng đã biết vì sao cậu thiếu niên này lại theo mình tới Ngọc Hư Cung rồi, cậu ta muốn giết tất cả mọi người. Cô ta vừa kinh sợ vừa tức giận, mày là thằng điên. Kẻ nào dám ngang ngược ở đạo trường Ngọc Hư, lại một tiếng quát vang lên, một gã trai bay tới, một bàn tay lớn vỗ xuống từ trên không, muốn vỗ chết hỉ bảo. Đám người này vừa lên đã đòi giết mình, tư duy của hỉ bảo cực kỳ đơn giản, ai muốn giết mình đều là kẻ thù, không cần khách sáo với chúng. Thế nên cậu cũng giơ tay ra, một bàn tay ánh màu u tối đánh ra, một phù văn đang xoay vòng với tốc độ cực nhanh giữa lòng bàn tay. Nguyên Vi thấy người tới thì chợt thấy yên lòng, vì đó là anh cả của cô ta, Nguyên Hạo Hư Tiên sơ kỳ. Thế nhưng, lúc bàn tay đen tiếp xúc với bàn tay của đối phương thì đã nuốt chửng chưởng của đối phương. Sau đó tiếp tục đánh tới, chộp lấy tay của Nguyên Hạo. Nguyên Hạo cảm thấy tiên lực của mình không ngừng bị hỉ bảo hút hết, hắn vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, hét lớn lên, dừng tay. Một giây sau, cơ thể hắn nổ tung, hóa thành cát bụi. Sau đó, thần hồn của hắn lại tiếp tục bị luyện hóa, chỉ mười mấy giây đã hoàn toàn biến mất. Hỉ bảo thu hồi trưởng ấn, cảm nhận được một nguồn năng lượng khá mạnh đang vận hành trong cơ thể. Một mạch hút cạn tiên lực của hai người, cậu đã sở hữu một phần thần thông, pháp thuật của Ngọc Hư Cung. Nguyên Vi suýt thì ngất đi, anh cả của mình cứ bị đánh chết như vậy sao? Anh ấy là hư tiên mà, sao có thể? Tao liều với mày, cô ta gào lên, nhào về phía Hỉ Bảo. Hỉ Bảo đánh một chưởng lên đầu cô ta, cô tiểu thư Nguyên Vi này lập tức hóa thành tro bụi, tu vi bị hút sạch. Hỉ Bảo cười khúc khích. Chẳng trách bố lại bảo công pháp mình tu luyện có thể vô địch thiên hạ, sau này cứ mỗi lần giết một kẻ địch thì sẽ đoạt được tu vi và thần thông của kẻ đó, lâu dần, mình chẳng còn sợ ai nữa. Vừa giết chết Nguyên Vi, một tiếng gào thét truyền tới, một tu sĩ trung niên đứng trên một đốm sáng bay tới từ phía xa. Ông ta tận mắt chứng kiến hỉ bảo đánh chết con gái mình, giống giận thằng oát, chết đi. Rõ ràng người này có tu vi cao hơn một chút, ông ta đã ở hư tiên trung kỳ. Đã vượt qua ba tai ương hai kiếp nạn. Ông ta phất tay áo, 3.000 phi kiếm bay tới. Đối diện với 3.000 phi kiếm này, hỉ bảo kết tay thành ấn. Bầu trời và mặt đất xung quanh lấy cậu làm trung tâm, bỗng xuất hiện vô số phù văn phức tạp và cổ quái, cả không gian đều chịu sự khống chế của cậu. 3.000 phi kiếm bỗng mất khống chế, đồng loạt rơi xuống. Tu sĩ trung niên kia cũng bị không gian vây lấy, rơi từ trên cao xuống. Hỉ bảo tới trước mặt ông ta, vỗ một chưởng lên đầu ông ta, pháp lực hùng hậu bất chợt chảy vào trong cơ thể cậu. Người đàn ông trung niên kinh hoàng kêu lên, mày là vô tu. Còn chưa nói hết lời, ông ta đã biến thành tro bụi, tu vi bị hỉ bảo hút hết. Hỉ bảo nhìn tòa cung điện cao lớn nguy nga phía sau,
lẩm bẩm, mình không cho phép bất kỳ ai hại người nhà của mình, chúng đều phải chết. Một bóng đen đáp xuống đạo trường Ngọc Hư Cung, bắt đầu một mình tàn sát. Trong đạo trường, cả trưởng lão lẫn đệ tử có hơn 3.500 người, ngoài những người đang ra ngoài thì tổng cộng có hơn 3.100 người đã chết. Giết người xong hung thủ nghênh ngang rời đi mà không để lại bất kỳ manh mối nào, thậm chí tất cả thi thể đều biến mất, hiện trường chỉ còn lại một đống tro xám. Thì bảo về lại Hưng Long, không nói chuyện mình giết người với bất kỳ một ai, bây giờ trong cơ thể cậu tràn ngập năng lượng, cảm thấy rất khó chịu, muốn nôn, dường như trong đầu cũng có vô vàn ý niệm, buồn bực bồn chồn. Cậu nhốt mình trong phòng, ôm gối, toàn thân run rẩy. Bỗng cửa mở ra, Thiên chủ Thanh Tuyết bước vào hỏi, Hỉ Bảo, có phải bây giờ con cảm thấy khó chịu lắm không? Hỉ Bảo vẫn còn là một đứa con nít, mắt ngấn nước, khóc lên, dì Thanh, con giết người rồi, bố có giận con không? Thiên chủ Thanh Tuyết khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu. Sau khi hỏi rõ những chuyện đã xảy ra, cô ta nhẹ nhàng nói, đó là một đám người tự đại, con giết bọn chúng là để bảo vệ gia đình mình, không sai. Nếu cô gái tên Nguyên Vi kia mạnh hơn con thì chắc chắn nó đã lập tức giết con rồi. Hơn nữa nó nói muốn giết tất cả người ở đây không phải là nói chơi. Có một số người thực lực mạnh thì muốn làm mưa làm gió gì cũng được, giết người đối với bọn chúng chỉ là một chuyện đơn giản như uống nước vậy. Thì bảo gật đầu, bây giờ con rất khó chịu. Thiên chủ Thanh Tuyết, con trai ngốc, con là vô tu, hút nhiều tu vi như vậy sao không khó chịu cho được. Con đã luyện thiên vu kinh tới tầng mấy rồi? Thì bảo, tầng 10 ạ. Thiên chủ Thanh Tuyết, thế thì tiếp tục đột phá đi, tu luyện đến tầng 11 là sẽ không khó chịu nữa. Thế nên Hỉ Bảo tiếp tục đóng cửa tu luyện, Thiên chủ Thanh Tuyết thì ra khỏi phòng. Nữ đế Linh Hy đi tới nói, phu tu quả thật đáng sợ, một ngày đã lớn mạnh thêm rất nhiều. E là thực lực của Hỉ Bảo bây giờ đã không kém thần tiên rồi. Thiên chủ Thanh Tuyết, chính vì đáng sợ cho nên mới bị tiên giới kiêng dè. Một khi lớn lên, thằng bé khó sống lắm. Nữ đế Linh Hy, trừ khi có người bằng lòng bảo vệ nó. Thiên chủ Thanh Tuyết, trước khi Huyền Bình trở về đừng để Hỉ Bảo ra ngoài nữa, nếu không dễ bị người khác phát hiện ra thân phận. Nói chuyện vài câu, nữ đế Linh Hy bỗng hỏi, Thiên chủ, hình như chị đã khai mở được động thiên rồi. Thiên chủ Thanh Tuyết, cảnh giới động thiên chị đã có chuẩn bị từ lâu thế nên cũng khá là thuận lợi. Cái khó là cảnh giới thần tàng. 12 điểm thần tàng, kiếp trước chị mới mở được 3 điểm. Kiếp này, không biết mở được mấy điểm đây. Nữ đế Linh Hy rất bất ngờ, không ngờ thần tàng lại có 12 điểm. Thiên chủ Thanh Tuyết, đúng vậy. Thiên kiêu bình thường có thể khơi thông được 3 điểm thần tàng, thiên tài bình thường thì khơi thông được 2 điểm, tu sĩ bình thường chỉ khơi thông được 1 điểm là nhiều nhất. Cơ thể con người có 12 điểm thần tàng, 4 điểm đầu gọi là nhân tàng, 4 điểm giữa gọi là bí tàng, 4 điểm cuối cùng gọi là thiên tàng. 3 điểm thần tàng mà các thiên kiêu mở được đa số đều là 2 điểm nhân tàng và 1 điểm bí tàng. Nữ đế Linh Hy, vâng, em cũng vậy. 1 điểm bí tàng trong đó có liên quan đến truyền thừa huyết mạch của em, 1 điểm thần tàng còn lại rất kỳ lạ, nó cho em một sức mạnh rất đặc biệt. Thiên chủ Thanh Tuyết, thật ra trong 4 điểm nhân tàng, hai cái sau là siêu phàm nhất, chỉ có huyết mạch của thái cổ chân nhân mới mở được. Yêu cầu của chị không cao, chỉ cần mở được 3 điểm nhân tàng với 3 điểm bí tàng là được. Còn về thiên tàng, đó là thứ liên quan tới vận khí, chỉ có thể mong cầu, không thể cưỡng cầu. Nữ đế Linh Hy, chẳng trách các chị đều phải chuyển thế tu lại. Thiên chủ Thanh Tuyết, Linh Hy, em có dự định gì? Ở bên cạnh Huyền Bình mãi à? Nữ đế Linh Hy, em vốn định sau khi đạt tới chân tiên thì sẽ rời đi, nhưng bây giờ em thay đổi ý định rồi, em phải theo người đàn ông này cả đời. Thiên chủ Thanh Tuyết, ồ, vì sao vậy? Nữ đế Linh Hy, đi theo anh ấy, lòng em yên tâm. Dù tu sĩ toàn thiên hạ đối đầu với em cũng không hoảng loạn. Thiên chủ Thanh Tuyết cười nói, cậu ấy là người có vận khí lớn. Thời gian trước trong luân hồi đại kiếp, cậu ấy đã nhân cơ hội bù đắp hết hối tiếc, tiếp sau đây chắc chắn tu vi của cậu ấy sẽ tăng vùn vụt. Nữ đế Linh Hy, thiên chủ, chị thì sao? Sao chị lại ở đây thời gian dài như vậy? Thiên chủ Thanh Tuyết đáp, chỉ có vài chỗ cần cậu ấy giúp. Nên tạm thời sẽ không đi. Hơn nữa, chị đã quyết định sẽ làm người hộ đạo cho cậu ấy. Nữ đế Linh Hy bất ngờ, đường đường là thiên chủ mà lại bằng lòng làm người hộ đạo cho người khác sao? Thiên chủ Thanh Tuyết, có gì lạ đâu.
Người hộ đạo bên cạnh Đại Thiên Tôn năm xưa, có ai là người tầm thường đâu. Thiên tượng, ý nghĩa mặt chữ chính là hình tượng, hình ảnh của thiên. Ý nghĩa thiên tượng chính là học về thương thiên, mượn uy lực của thiên. Thiên ở đây không phải là trời cao, mà nó chỉ vạn vật trong vũ trụ. Ý nghĩa thiên tượng có 4 cảnh giới, mỗi cảnh giới có 3 tầng thiên, tổng cộng có 12 tầng thiên. Lúc này Ngô Bình đang muốn đột phá tượng hình tầng 1, hình nhi hạ. Hình nhi hạ là chỉ những thứ hữu hình, những thứ đã thành hình, cổ nhân nói vật chất khí cụ là thứ hữu hình, gọi là hình nhi hạ. Thế nên hình nhi hạ này là một sự bắt chước đơn thuần và trực quan, mục tiêu có hình dạng thế nào thì tôi biến thành hình dạng thế ấy. Vạn vật trong trời đất đều có thể bắt chước. Nhưng bắt chước trông có vẻ đơn giản, thực ra lại cực kỳ khó. Ví như mặt trời, bắt chước thế nào được, nó chỉ là một chùm ánh sáng mà thôi, làm thế nào để biến thành nó được. Ngô Bình bỗng hóa thân thành một chùm ánh sáng chói lọi, khiến con rối phải liên tục lùi sau. Một đạo hỏa quang đập lên người con rối, khiến nó tan chảy trong nháy mắt. Ngô Bình nói, ai mà không biết bắt chước chứ? Đánh lui con rối thứ nhất xong, lại có một con rối nữa xuất hiện. Nó đại diện cho tầng thứ hai của cảnh giới tượng hình, hình nhi thượng. Đồng thời trong đầu anh cũng xuất hiện nội dung của ý nghĩa thiên tượng tầng 2. Hình nhi thượng chính là tiến hành tập hợp, tổng kết, sàng lọc sự vật để tìm ra quy luật. Đạo lý là vô hình nên gọi là hình nhi thượng. Cũng có nghĩa là tầng thứ hai của tượng hình này chính là lột bỏ đi vẻ ngoài của sự vật, nắm được đạo lý trong đó. Một số kiếm tu hay nói trong tay không cầm kiếm mà trong tim có kiếm, chính là đạo lý này. Nhưng đúc kết đạo lý nào phải việc dễ dàng, thế nên vừa vào trận, con rối đó đã đánh Ngô Bình liên tục lùi sau, anh chỉ có sức đỡ đòn chứ không thể nào trở mình tấn công được. Chiến đấu hơn 300 chiêu, anh mới lờ mờ hiểu được đạo lý hình nhi thượng. Sau 500 chiêu, anh dần chìm vào cảnh giới. Lúc đánh được 1.000 chiêu, cuối cùng anh đã đánh bất phân thắng bại với con rối. 1.300 chiêu, kiếm của anh chém xuống, hư không sinh sấm chớp, con rối bị bổ làm đôi. Chưa kịp nghỉ ngơi, con rối thứ ba đã xuất hiện. Đây là tượng hình tầng 3 của ý nghĩa thiên tượng, không tượng. Không tượng chỉ việc hóa nhập thiên tượng vào nguyên thần và cơ thể, trở thành một phần sức mạnh của cơ thể, không để lại chút dấu vết hay đạo lý nào. Cho dù có thi triển ra ngoài thì người ta cũng không nhận ra được anh đang dùng sức mạnh của ngoại lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh giới này cực kỳ khó, hóa nhập ngoại lực vào cơ thể, đầu tiên phải tìm được nguồn năng lượng cụ thể để luyện hóa. Ngô Bình không cần tìm, thứ anh nghĩ đến đầu tiên chính là đế. Đế chính là bá chủ của hỗn mang, có thể nuốt chửng sinh linh hỗn mang mạnh mẽ để sống, thời đại mà nó tồn tại, không có gì là đối thủ của nó cả. Rất lâu trước đây anh đã sở hữu nguyên thần đế, bây giờ anh muốn mượn sức mạnh của đế, tái cấu trúc lại hệ thống sức mạnh trong cơ thể. Con rối thứ ba đã ra tay, chỉ một nhát kiếm nhẹ nhàng mà suýt chút đã chém gãy tay Ngô Bình. Quá mạnh! Anh vừa nhanh chóng né tránh, vừa quan sát con rối để tái cấu trúc lại sức mạnh trong cơ thể. 500 chiêu, anh đã mình mẩy đầy thương tích, nếu không nhờ thể chất mạnh mẽ, tốc độ hồi phục nhanh thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Đến chiêu thứ 1.000, anh miễn cưỡng đỡ được, lúc 2.000 chiêu, anh mới không còn chịu sự áp chế của con rối nữa, thỉnh thoảng còn phản kích lại. 3.000 chiêu, sức mạnh của anh đã được tái cấu trúc thành công, tùy ý phất một kiếm, trong vô số thời không của vũ trụ, sức mạnh của đế cộng hưởng với chiêu kiếm, sau đó ảnh hưởng lên cơ thể và nguyên thần của anh. Con rối kiếm đạo mạnh mẽ đã bị đánh bay chỉ trong tích tắc, cánh tay nát nghiến, ngực bị lún vào, không còn sức chiến đấu nữa. Không tưởng quá mạnh, Ngô Bình cũng kinh ngạc. Lúc này, lại một đạo ý thức nữa rót vào thức hải của anh. Lần này là toàn bộ cảnh giới thứ hai của ý nghĩa thiên tượng, cảnh giới vạn tượng. Cảnh giới vạn tượng cũng có 3 tầng, tầng thứ nhất là tiểu thiên tượng, tầng thứ hai là đại thiên tượng, tầng thứ ba là vạn tượng. Cảnh giới vạn tượng này cần phải lịch luyện bên ngoài rất nhiều năm mới có thể thành công lĩnh ngộ ý nghĩa của nó, đồng thời lần lượt đạt tới tiểu thiên tượng, đại thiên tượng và vạn tượng. Sau khi có được ý nghĩa cảnh giới vạn tượng thì anh đã bị một luồng sức mạnh đẩy ra bên ngoài điện. Sau đó cửa lớn đóng sầm lại. Anh đi qua cầu trở về, tính thời gian thì anh đã ở trong điện 3 ngày 3 đêm. Công tôn Vũ Thanh vẫn đang đợi anh, thấy anh đi ra bèn nói, chúc mừng công tử. Không biết công tử đã lĩnh ngộ được ý nghĩa nào chưa? Ngô Bình, tôi đã lĩnh ngộ được không tưởng,
sau đó có được ý nghĩa của ba tầng cảnh giới vạn tượng. Chỉ là ý nghĩa vạn tượng này phải ra ngoài lịch luyện, đợi lĩnh ngộ được mới có thể trở về thiên tượng kiếm cung. Công Tôn Vũ Thanh chấn động, ông lão kia cũng vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Qua một lúc rất lâu, Công Tôn Vũ Thanh mới cười nói, chúc mừng công tử. Công tử, đây là thứ trưởng môn bảo tôi giao lại cho công tử. Ngô Bình nhận một cái túi, mở ra bên trong có một không gian rất lớn, chất đầy đồng thần long, ước chừng cũng phải 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn có một loại tinh thạch màu vàng xanh, bên trong chứa đầy kiếm lực mạnh mẽ. Công Tôn Vũ Thanh, công tử, có 200 triệu đồng thần long và 100.000 tinh thạch kiếm khí. Tinh thạch kiếm khí này là kiếm tổ để lại, bên trong phòng ấn kiếm khí khủng bố. Dùng tinh thạch kiếm khí này có thể đúc ra kiếm phù, hoặc bày bố kiếm trận. Ngoài ra còn có 10 thiên tượng kiếm phù, 10 kiếm quang độn phù, lúc công tử gặp nguy hiểm có thể dùng chúng nó để đối phó với kẻ địch. Ngô Bình, thay tôi cảm ơn sư tôn. Công Tôn Vũ Thanh, bên trong còn có một quyển sách ngọc, đây là một món pháp bảo để liên lạc. Nếu công tử có chuyện gì thì có thể viết lên đó, trưởng môn và tôi sẽ lập tức biết ngay. Ngô Bình, tôi biết rồi. Cảnh giới tiểu thiên tượng này phải ra ngoài lịch luyện, thế nên tôi muốn ra bên ngoài đại thế giới kiếm đạo để xông pha một phen. Công Tôn Vũ Thanh suy nghĩ rồi nói, cũng được, nhưng công tử nhất định phải chú ý an toàn, tự bảo vệ mình cho tốt. Nếu gặp nguy hiểm thì có thể dùng sách ngọc để cầu cứu. Ngô Bình, được, Công Tôn trưởng lão, vậy tôi đi đã nhé. Ngô Bình đi rồi, ông lão mới cười nói, ôi trời ạ. Mới lần đầu vào đã nhận được đến cảnh giới thứ hai ý nghĩa vạn tượng rồi, khủng khiếp thật. Công Tôn Vũ Thanh cười đáp, đúng vậy. Năm xưa, kiếm đạo quân cũng chỉ mới có được ý nghĩa tầng đầu tiên, kiếm đạo quân muốn lĩnh ngộ tầng thứ hai nhưng hơn 100 năm vẫn không có chút tiến triển nào. Ông lão, để cậu ấy ra ngoài, không sợ gặp nguy hiểm sao? Công Tôn Vũ Thanh, trưởng môn đã có chuẩn bị rồi. Trên chiếc túi kia có một tia ý niệm của ngài. Một khi gặp nguy hiểm thì kiếm thiên tượng sẽ lập tức phá hư không, bay đến trong nháy mắt để cứu người. Ông lão bất ngờ, kiếm thiên tượng sao? Đó là thanh kiếm mà kiếm tổ đã đích thân rèn ra, từng chém sinh linh hỗn mang, từng giết đại la đạo quân. Công Tôn Vũ Thanh, hết cách rồi, trưởng môn rất xem trọng cậu ấy, tuyệt đối không để cậu ấy xảy ra chuyện. Lại nói về Ngô Bình tới trước cổng ra vào đại thế giới kiếm đạo, đưa kiếm bài của mình ra. Trên kiếm bài hiển thị anh là đệ tử chân truyền của thiên tượng kiếm môn, đồng thời cũng là một vị đại kiếm tông, thân phận thế này đương nhiên có thể đi lại tự do. Ra khỏi đại thế giới kiếm đạo, Ngô Bình vào một vũ trụ vô bờ bến, anh triển khai thuật độn lôi, trở về đại thế giới huyền hoàng. Đây là lần đầu tiên anh một mình đi lại giữa hai đại thế giới, khó tránh khỏi hồi hộp. May là năng lực nhìn thấu vạn vật đã giúp anh rất nhiều, giúp anh có thể phát hiện những nguy hiểm và cạm bẫy từ trước. Cuối cùng có thể bình an đến đại thế giới huyền hoàng. Tại đại thế giới huyền hoàng, Ngô Bình về đến thì lập tức khôi phục lại dáng vẻ, tới thiên địa kiếm tông. Vừa đến nơi, anh đã thấy thiên địa kiếm tông dựng cờ trắng, điều này cho thấy có người đã qua đời. Lòng anh thấp thỏm, lập tức tới linh đường. Trong linh đường, anh nhìn thấy đại sư huynh Đới Hạo Tông, nhị sư huynh Hoàng Kim Tàm, nhưng không thấy Tả Kỳ Phong và Hoa Nguyên Cát. Thấy Ngô Bình, Đới Hạo Tông khẽ than, sư đệ, cuối cùng em đã về rồi. Thái sư tôn, người đã về cõi tiên rồi. Ngô Bình hơi bất ngờ, Ngũ Long Thiên Quân sao? Anh hỏi, em có thể nhìn Thái sư tôn lần cuối không? Đới Hạo Tông khẽ gật đầu, đương nhiên rồi, quan tài vẫn chưa đóng chặt. Ngô Bình tới phía trước quan tài, khẽ đẩy một cái, anh nhìn thấy Ngũ Long Thiên Quân nằm trong đó. Dáng mạo của ông ấy vẫn hoàn chỉnh. Chỉ là trên da phát ra một lớp ánh sáng mờ, cho thấy thần hồn đã lụi tắt, cơ thể cũng hoàn toàn bị phá hoại. Sư tôn đâu ạ? Hoàng Kim Tàm, sư tôn truyền tin tới nói là đã nhận được sự cho phép của kiếm đạo quân, phải vào kiếm cung tu hành. Còn về khi nào trở lại, người không nói. Ngô Bình hỏi, sao Thái sư tôn lại qua đời? Hoàng Kim Tàm khẽ thở dài, đại hội đấu kiếm còn chưa bắt đầu, nhóm em và tả sư đệ đã đi rồi. Sau khi các em đi, Thương Huyền Kiếm Đế bỗng gây khó dễ, khiêu chiến Thái Sư Tôn. Thái Sư Tôn không địch lại nên đã bị giết. Vẻ mặt Ngô Bình không có chút cảm xúc nào, anh biết Thương Huyền Kiếm Đế kia ra tay, hết 8-9 phần là do kiếm đạo quân sai khiến. Hay cho một kiếm đạo quân, ác độc cùng cực. Đới Hạo Tông, Sư Tôn không có mặt, Thái Sư Tôn lại về cõi tiên.
Đệ tử Thiên Địa Kiếm Tông bây giờ lòng dạ thấp thỏm, sư đệ, em có tính toán gì không? Sau một thoáng im lặng, Ngô Bình đáp, hai vị sư huynh, nếu có người hỏi chuyện em trở về, các anh cứ nói tu vi của em bị tổn hại, muốn tìm một nơi bế quan tu dưỡng. Trong thời gian ngắn, em cũng sẽ không tới Thiên Địa Kiếm Tông. Đới Hạo Tông và Hoàng Kim Tàm cũng không ngốc, bọn họ cũng hiểu có ẩn tình bên trong, nhưng bọn họ không hỏi, đồng loạt gật đầu, được, bọn anh nhớ rồi. Sư đệ bảo trọng nhé. Ngô Bình, nếu Tả sư huynh và Hoa sư huynh trở về thì nói là em rất ổn, nói mấy anh yên tâm. Ngô Bình thắp cho Ngũ Long Thiên Quân mấy nén nhang, dập đầu lạy vài cái rồi rời đi. Kiếm Đạo Quân chém anh một nhát, anh không thể ở lại Thiên Địa Kiếm Tông được. Sau khi ra ngoài, anh suy nghĩ rồi bay thẳng tới Huyền Hoàng Môn. Trên đường đi, anh đã liên lạc với Thượng Quan Linh Nhi, thế nên khi anh vừa tới, Thượng Quan Linh Nhi đã đứng trước cửa đợi anh. Anh Trương, Thượng Quan Linh Nhi lên trước nói, tôi nghe nói Ngũ Long Thiên Quân đã thua trong tay Thương Huyền Kiếm Đế sao? Vẻ mặt Ngô Bình nghiêm trọng, anh khẽ gật đầu, Thái Sư Tôn của tôi đã qua đời rồi. Thượng Quan Linh Nhi khẽ than, đâu ai ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này. Ngô Bình, không nhắc chuyện này nữa. Cô Thượng Quan, dẫn tôi đi gặp bố cô đi. Thượng Quan Linh Nhi dẫn Ngô Bình vào Huyền Hoàng Môn, họ bay một đoạn rồi đáp xuống một đỉnh núi phong cảnh tuyệt đẹp. Trên đỉnh núi có nhiều ngôi nhà, Thượng Quan Tề Sinh đang đợi Ngô Bình ở một trong những căn nhà đó. Nhìn thấy Ngô Bình, Thượng Quan Tề Sinh cười nói, cậu Trương, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Ngô Bình, gần tới cuộc thi y đạo rồi nhỉ? Thượng Quan Tề Sinh, ngày mốt tổ chức. Thế nên cậu chỉ có 2 ngày để học Hoàng Đình y đạo chính thống thôi. Ngô Bình, làm phiền rồi. Thượng Quan Tề Sinh mời Ngô Bình vào trong nhà, trên bàn có bày một cái ngọc bàn to bằng cái nắp phung. Ông ấy chỉ vào ngọc bàn nói, đây chính là khởi nguồn truyền thừa của Hoàng Đình y đạo, tuy không hoàn chỉnh nhưng là chân truyền của Huyền Hoàng lão tổ. Ngô Bình ấn tay lên ngọc bàn, 10 vạn ý niệm truyền vào trong đó, mỗi ý niệm học một phần khác nhau. Anh phát hiện. Nội dung bên trong rất phức tạp, cái nói này, cái nói nọ, giống như kiểu thầy bói xem voi vậy. May là vốn dĩ y thuật của anh đã tinh diệu, vẫn có thể hiểu được. Ngô Bình vừa học được cảnh giới tượng hình của ý nghĩa thiên tượng, hình nhi thượng trong đó chính là quy kết và tổng hợp, đồng thời chắt lọc ra những gì tinh túy nhất. Thế nên, anh nhanh chóng suy xét và tổng hợp 10 vạn ý nghĩ, bắt đầu tìm ra thứ căn bản nhất, tinh túy nhất từ trong những thông tin hỗn loạn này. Anh ấn tay trên ngọc bàn, đứng bất động. Thượng Quan Tề Sinh vội kéo Thượng Quan Linh Nhi ra khỏi phòng, Thượng Quan Linh Nhi khẽ hỏi, bố, con tưởng bố sẽ dạy anh ấy những kinh điển y học hệ thống và căn bản nhất chứ. Bây giờ trực tiếp đưa anh ấy lĩnh ngộ khởi nguồn Hoàng Đình, anh ấy học được không? Năm xưa bố xem nội dung trong ngọc bàn xong, y thuật thụt lùi 30 năm, sau đó khó khăn lắm mới khôi phục lại được. Thượng Quan Tề Sinh nói, đương nhiên bố với cậu ấy khác nhau rồi. Cậu ấy là thiên kiêu, khả năng lĩnh ngộ hơn xa bố. Hơn nữa nếu cậu ấy không thể rút ra được gì có ích từ trong đó thì cũng sẽ không thể vang danh trong cuộc thi y đạo ngay trong lần đầu tiên xuất hiện được. Thượng Quan Linh Nhi nói, nếu anh Trương có thể tìm được bản chất thông qua ngọc bàn thì anh ấy quá giỏi rồi. Thượng Quan Tề Sinh, bây giờ cậu ấy tới Hoàng Đình vừa đúng lúc. La Thiên Tướng bị Kiếm Đạo Quân cầm tù rồi, bây giờ Thiên Địa Kiếm Tông không thể chứa được cậu ấy. Thượng Quan Linh Nhi cả kinh, La Thiên Chủ bị cầm tù rồi ạ. Thượng Quan Tề Sinh khẽ thở dài, bố mới biết chuyện này hôm qua. Nhưng dù có biết thì cũng không thể nói ra ngoài, vì chẳng có ai chịu đi cứu La Thiên Tướng cả. Thượng Quan Linh Nhi, Đại Thiên Tôn cũng không hỏi han gì ạ. Thượng Quan Tề Sinh, bây giờ Đại Thiên Tôn đang chinh chiến bên ngoài, đâu còn sức lực quản mấy chuyện này. Hơn nữa bây giờ ông ấy cũng đang cần sự trợ giúp của Đại Thế Giới Kiếm Đạo. Thế nên trong thời gian ngắn La Thiên Tướng sẽ không thể trở về được. Thượng Quan Linh Nhi bỗng thấy buồn, anh Trương đáng thương quá, rõ ràng có tố chất kinh động đất trời nhưng không thể trở về được. Thượng Quan Tề Sinh, cậu ấy không đáng thương đâu, đệ tử của Thiên Đạo Môn tiền đồ rộng mở, lại cộng thêm là con rể của bố có thể bạc đãi cậu ấy được sao? Thượng Quan Tề Sinh kinh ngạc, sao cơ, cậu đã lĩnh ngộ được hết nội dung trong ngọc bàn rồi sao? Ngô Bình, tôi tổng hợp chắt lọc hết tất cả thông tin, tìm ra những thứ có ích, giúp ích rất nhiều đối với tôi. Thượng Quan Tề Sinh thầm thấy kinh hãi, không hổ là thiên kiêu, năng lực học tập quả thật kinh người. Ông ấy cười lớn, tốt,
Bây giờ tôi sẽ truyền cho cậu căn bản y học, cách hành y và quy tắc của Hoàng Đình. Những thứ này không có ích đối với cậu, nhưng lúc so kẻ y thuật với người khác có thể dùng được. Thượng quan Tề Sinh dùng thần niệm truyền một số kiến thức sang cho Ngô Bình. Từ trong đó, Ngô Bình biết được Hoàng Đình y đạo này phân thành rất nhiều trường phái, âm dương phái, công tà phái, kinh phương phái, hỏa thần phái. Trong đó còn phân ra châm cứu, phương thuốc, dược lý, độc lý, vân vân, cực kỳ phức tạp. Thật ra Ngô Bình biết hết những cái này, chẳng qua chỉ là quy vào hệ thống y học Hoàng Đình mà thôi. Anh nhận được thì có thể dùng được ngay, hơn nữa còn dùng một cách cao minh hơn người khác nữa. Ngô Bình chuyên tâm học tập, đến lúc anh học thấu y đạo, quy tắc Hoàng Đình thì đã sang ngày hôm sau rồi. Thượng quan Tề Sinh cười nói, cậu Trương, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi lại tới. Thượng quan Linh Nhi không đi, cô ấy lấy một ít trái cây và điểm tâm cho Ngô Bình. Ngô Bình cũng lấy hạt dưa anh rang ra cho cô ấy ăn, ngồi hàn huyên, thượng quan Linh Nhi cười nói, vị hạt dưa của anh rang ngon quá, rang bằng cách luyện đan à. Ngô Bình, thật ra không có gì khó, chút nữa tôi dạy cho cô. Thượng quan Linh Nhi gật đầu, Hai người đang nói chuyện thì bỗng có một chàng trai xông vào. Người này trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, vô cùng anh tuấn, mặc một bộ đồ màu lam, đầu đội mũ ngọc. Nhìn thấy thượng quan Linh Nhi đang đút trái cây cho Ngô Bình thì người này bỗng nổi trận lôi đình, Linh Nhi, thế mà em lại lén lút thân mật với người đàn ông khác sau lưng anh, em có xứng với anh không? Thượng quan Linh Nhi bất ngờ nói, Tần Lãng, anh đâu phải là gì của tôi. Bớt ở đây nói nhảm đi. Tần Lãng tức giận, Tần Lãng anh là thiên tài trẻ tuổi đứng đầu Hoàng Đình, còn em là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Đình, chúng ta là một đôi trời sinh, chuyện này ai mà không biết. Nói rồi hắn búng tay, một cây thiên châm bay về phía ngực Ngô Bình. Ngô Bình dùng tay phải kẹp, kẹp được cây thiên châm, anh nhìn nó rồi hỏi, cây châm này rất tốt, lấy ở đâu ra đấy? Tần Lãng nổi giận, trả thiên nguyên châm cho tôi. Ngô Bình, lấy thiên nguyên châm ra đây. Cơ thể Tần Lãng bỗng mất khống chế, ngoan ngoãn lấy một bộ 240 cây thiên nguyên châm ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình cầm một cây thiên nguyên châm, kích hoạt lực thiên nguyên. Bỗng chốc, thiên nguyên châm biến thành một tia sáng màu vàng, dài gần nửa thước. Nhùn thấy cảnh này, Tần Lãng ngây ra như phỗng, lẩm bẩm, sao anh làm được? Ngô Bình nói, muốn kích hoạt thiên nguyên châm đương nhiên phải dùng lực thiên nguyên rồi. Dứt lời, 240 cây thiên nguyên châm đều lơ lửng xung quanh anh, những cây thiên nguyên châm sau khi được thêm lực thiên nguyên thì biến thành những màu khác nhau. 240 cây kim châm phát ra 12 màu khác nhau, mỗi màu có 20 cây kim châm, màu từ nhạt đến đậm. Một giây sau, 240 cây kim châm bị anh hút vào cơ thể, lúc nào cũng có thể lấy ra để dùng. Bộ thiên nguyên châm này của anh, tôi lấy nhé, anh nói. Tần Lãng giận dữ, trả thiên nguyên châm cho tôi, nếu không anh không xong với tôi đâu. Ngô Bình im miệng, ngồi trong góc tường đếm kiến cho tôi, lúc nào đếm đủ 100.000 con thì mới được đứng dậy. Tần Lãng lại ngoan ngoãn ngồi xuống đếm kiến, chỉ là kiến ở góc tường không nhiều, muốn đếm được đến 100.000 con thì e là phải đếm đến 3 năm sau. Thượng quan Linh Nhi, bố của Tần Lãng là Tần Chí một trong 4 đại tiên y của Hoàng Đình, y thuật chỉ thua mỗi bố tôi. Ngô Bình, mặc kệ anh ta là ai, đếm kiến đi đã. Sau đó anh hỏi, ai làm chủ ở Hoàng Đình? Bố cô à? Thượng quan Linh Nhi lắc đầu, tuy bố tôi là đệ nhất tiên y, nhưng người nắm đại quyền lại là em vợ có y thuật bình thường của Huyền Hoàng môn chủ Mạc Liên Phong. Tiên y xuất thân từ Hoàng Đình, thu nhập lúc ra ngoài khám chữa bệnh phải nộp lại 4 phần cho Hoàng Đình, lại cộng thêm cửa hàng kinh doanh đan dược, phòng thuốc, nên thu nhập rất cao. Toàn bộ số tiền này đều do chủ của Hoàng Đình là Mạc Liên Phong nắm giữ. Ngô Bình, tiền bố cô kiếm được cũng phải nộp à? Thượng quan Linh Nhi, thế thì không có. Bố tôi là tiên y đỉnh cấp nhất của Hoàng Đình, thế nên không cần chia cho bọn họ. Nhưng đa số tiên y vẫn phải nộp. Ngô Bình nhớ lại vị tiên y tài ba kia, thu nhập của tiên y đúng là rất cao. Thượng quan Linh Nhi, anh Trương, cuộc thi y đạo lần này, Mạc Liên Phong muốn đưa con trai riêng của ông ta vào Huyền Hoàng Hải. Vốn dĩ ông ta nắm đại quyền trong tay, đứng không đút túi riêng, bây giờ còn nhúng tay vào cuộc thi y đạo, các tiên y đều rất phản cảm. Thế nên bố tôi mới đứng ra mời anh ra mặt, tạt cho ông ta một gáo nước lạnh. Ngô Bình, thiết nghĩ cuộc thi y đạo này không đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ.
Thượng quan Linh Nhi gật đầu, Mạc Liên Phong đã chuẩn bị rất đầy đủ, ông ta nắm chắc sẽ khiến con trai riêng của mình lấy được hạng nhất trong cuộc thi. Thế nên ông ta đẩy phần thưởng lên rất cao, người đứng hạng nhất không chỉ có được thần dược Thanh Liên Hỗn Mang, mà còn nhận được 3 tỷ đồng thần long, đồng thời được đặc cách làm đệ tử nòng cốt, trở thành người nối nghiệp chủ của Hoàng Đình, tiếp tục quản lý Hoàng Đình. Ngô Bình cười nói, Mạc Liên Phong này đang trắng trợn kiếm cách rót tiền vào túi của mình. Thượng quan Linh Nhi, ai cũng biết nhưng không thể làm gì được. Huyền Hoàng trưởng môn cũng ủng hộ ông ta, hơn nữa ông ta lại dùng tiền để mua chuộc một đống người về phe mình. Trước đây bố tôi không nói gì về chuyện này nhưng chủ của Hoàng Đình ngày càng quá đáng, muốn bố tôi gả tôi cho em vợ ông ta. Ngô Bình, mục đích ông ta làm vậy là gì? Thượng quan Linh Nhi, em vợ ông ta rất có thiên phú về y đạo, mà bố tôi chỉ có mình tôi là con gái, đương nhiên ông ta muốn em vợ ông ta kế thừa thân phận đệ nhất tiên y rồi. Ngô Bình, đệ nhất tiên y là một thân phận cố định à? Thượng quan Linh Nhi gật đầu, trước khi Mạc Liên Phong trở thành chủ của Hoàng Đình thì bố tôi đã là tiên y đứng đầu mười mấy năm rồi. Đệ nhất tiên y là biểu tượng của Hoàng Đình, gặp phải ca bệnh khó nào cũng đều là đệ nhất tiên y đứng ra chữa trị. Mà muốn trở thành đệ nhất tiên y phải trải qua muôn vàn kiểm tra đánh giá. Danh hiệu đệ nhất tiên y mỗi 100 năm mới đánh giá lại một lần. Hiện nay, vẫn còn nửa năm nữa mới tới kỳ hạn 100 năm, rõ ràng Mạc Liên Phong này muốn tịch thu danh hiệu đệ nhất tiên y của bố tôi. Ngô Bình, y thuật của em vợ ông ta có bằng bố cô không? Thượng quan Linh Nhi khẽ than, nếu tôi gả cho hắn, đương nhiên bố tôi cũng sẽ giúp hắn. Ngô Bình cảm khái, đúng là tính toán hay thật. Thượng quan Linh Nhi, mấy năm nay bố tôi lo lắng không yên, vốn định rời khỏi Hoàng Đình, đứng ra làm riêng. Nhưng hôm đó nghe tôi kể về y thuật của anh xong thì ông ấy rất vui mừng, thế nên mới đến Thiên Địa Kiếm Tông để gặp anh. Ngô Bình bây giờ mới hiểu nguyên nhân, anh nói, bố cô muốn để danh hiệu đệ nhất tiên y cho tôi sao? Thượng quan Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, chỉ cần có danh hiệu đệ nhất tiên y. Mạc Liên Phong có một tay che trời cỡ nào cũng không dám động đến anh, vì anh chính là bộ mặt của Hoàng Đình. Ngô Bình gật đầu, không ngờ trong này có nhiều sự tình như vậy, xem ra tôi phải liều mạng một phen rồi. Thượng quan Linh Nhi cười nói, anh đã có được khởi nguồn của Hoàng Đình y đạo rồi, đám người kia sao bì với anh được. Ngô Bình, cô nói cụ thể cho tôi biết mai sẽ thi những gì đi. Thượng quan Linh Nhi nói cho anh biết, cuộc thi ngày mai sẽ phân thành 4 phần. Đầu tiên là trả lời câu hỏi do 4 vị đại tiên y cùng đưa ra. Tất cả thí sinh sẽ trả lời ngay tại đó, điểm tối đa là 100, số điểm đạt được trong phần này sẽ được cộng vào tổng điểm. Phần thi thứ hai là thực hành dược lý và đan đạo, yêu cầu phải trực tiếp điều chế thuốc và luyện đan, sau đó do các dược sư chấm điểm. Điểm của phần này rất cao, điểm cao nhất cho điều chế thuốc là 200, cao nhất cho luyện đan là 500, tổng cao nhất là 700 điểm. Phần thi thứ ba là cứu người tại chỗ. Cuộc thi y đạo sẽ cung cấp bệnh nhân cho các thí sinh, bệnh của các bệnh nhân từ nhẹ tới nặng, đồng thời được đánh số thứ tự. Bệnh nhân mang số 1 là dễ chữa trị nhất, bệnh nhân mang số 12 là khó chữa nhất. Trong đó, mỗi thí sinh sẽ có một bệnh nhân mang số 1, độ khó tương đương nhau, bệnh nhân mang số 2 thì chỉ có 30 người, ai chữa trị xong bệnh nhân mang số 1 trước thì sẽ giành quyền chữa trị bệnh nhân mang số 2. Tương tự. Bệnh nhân mang số 3 chỉ có 25 người, thế nên những thí sinh có tốc độ chữa trị chậm sẽ mất cơ hội giành chữa trị bệnh nhân mang số 3. Khó chữa trị nhất là bệnh nhân mang số 12, chỉ có 1 người, chữa trị xong bệnh nhân mang số 12 sẽ đạt được 500 điểm. Cuối cùng là phần thi giành lượt trả lời, do 10 vị tiên y ra 10 câu hỏi khác nhau, các thí sinh giành lượt trả lời. Trả lời đúng một câu giành được 10 điểm, giành được quyền mà trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm. Điểm đạt được trong 4 phần thi sẽ được cộng lại và xếp hạng, 3 thí sinh có điểm cao nhất sẽ được vào Huyền Hoàng Hải, có được truyền thừa vô thượng của Huyền Hoàng Đạo Tổ. Ngô Bình, xem ra không dễ gì giành được hạng nhất, lúc nào cũng phải đề phòng người ta tính kế. Nói chuyện một hồi, Ngô Bình bắt đầu dạy Thượng quan Linh Nhi rang hạt dưa. Thượng quan Linh Nhi có chút thiên phú, học một buổi chiều, trà mà cô ấy sao ra cũng khá ngon rồi. Buổi tối. Thượng quan Tề Sinh vội vã trở về nói, Linh Nhi, cậu Trương, tối nay hai đứa động phòng luôn đi. Ngô Bình xứng người, tối nay ạ. Thượng quan Tề Sinh gật đầu, có tin bên Mạc Liên Phong rồi, có thể ông ta sẽ phủ nhận thân phận của cậu. Thế nên để chứng minh thân phận cậu là con rể của tôi, thì hai đứa phải động phòng luôn đêm nay đi.
Thượng quan Linh Nhi cúi đầu, bố, không còn cách nào khác ạ. Thượng quan Tề Sinh nói, cách này có gì không tốt. Hai đứa cuối cùng cũng thành vợ chồng, sớm mấy ngày có gì không tốt đâu. Nói rồi ông ấy cười, được rồi, bố còn có việc, sáng mai sẽ qua sớm. Thượng quan Tề Sinh đi xong thì không khí trong phòng trở nên mờ ám. Một lúc lâu sau, thượng quan Linh Nhi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, anh Trương, anh có đói không? Hay là chúng ta uống vài ly? Ngô Bình, ừ, cũng được. Thượng quan Linh Nhi chuẩn bị đồ ăn và rượu xong, sau ba ly rượu, thượng quan Linh Nhi đã tựa vào lòng anh. Đợi đến lúc trời tối, hai người đã đóng cửa hành sự. Trời chưa sáng, Ngô Bình đã dậy, thượng quan Linh Nhi thay đồ cho anh, dịu dàng nói, mong hôm nay anh sẽ thành công, vang danh thiên hạ. Ngô Bình cười nói, Linh Nhi, gọi anh là Huyền Bình được rồi. Thượng quan Linh Nhi khẽ gật đầu, Huyền Bình, chút nữa em sẽ gọi hết người hầu trong nhà tới gặp anh, sau này anh chính là con rể nhà họ thượng quan rồi. Ngô Bình, ừm, được. Quản gia dẫn một đám người hầu, đầy tớ cùng các vị quản sự tới. Những người quản sự này có người quản ruộng đất, có người quản việc làm ăn, có người quản vườn thuốc, có người quản tiền lương, mỗi người mỗi việc. Là đệ nhất tiên y của Hoàng Đình, gia sản của nhà họ thượng quan đúng là đáng nể. Lúc quản gia đưa sổ sách của nhà họ thượng quan cho anh xem, anh cũng hoảng hồn. Tính sơ sơ, gia sản của thượng quan Tề Sinh không dưới 5 tỷ đồng thần long. Đây là còn chưa kể những thứ ông ấy siêu tầm nữa. Tiên nhân của tiên giới và đại thế giới huyền hoàng thích siêu tầm hơn, nhưng thứ bọn họ siêu tầm khác với những người phàm thế tục siêu tầm. Bọn họ siêu tầm toàn là những thần vật thượng cổ, công pháp quý hiếm, thần binh lợi khí, pháp bảo đan dược, v.v. Những người này gặp mặt anh xong thì lui xuống, Ngô Bình cũng không xem kỹ sổ sách, dù sao bây giờ anh vẫn còn là một người ngoài. Hơn nữa, cho dù anh đã làm rể nhà này thì những chuyện này cũng không đến lượt anh quản. Linh Nhi, sổ sách không cần phải đưa anh xem đâu. So về kiếm tiền, anh không hề thua kém bác đâu, bây giờ hai người đã xác định mối quan hệ nên anh gọi thượng quan Tề Sinh là bác. Thượng quan Linh Nhi cười nói, bố em cũng không quản chuyện trong nhà, thường đều giao cho kẻ dưới làm hết. Bọn họ vô cùng trung thành với nhà em, đáng để tin tưởng. Chẳng bao lâu sau, thượng quan Tề Sinh đã xuất hiện, ông ấy cười hỏi, cậu Trương chuẩn bị thế nào rồi? Ngô Bình, thưa bác, con đã chuẩn bị xong rồi. Sau này bác cứ gọi con là Huyền Bình đi ạ. Thượng quan Tề Sinh cười đáp, được, Huyền Bình, chúng ta đi thôi, đã có rất nhiều người tới rồi. Ba người rời khỏi đỉnh núi, bay tới một quảng trường cực rộng. Quảng trường này chính là nơi huyền hoàng môn tổ chức những sự kiện trọng đại, bây giờ dùng để tổ chức cuộc thi y đạo. Xung quanh quảng trường sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi, có chỗ lơ lửng trên không, có chỗ đặt trên mặt đất. Những chỗ ngồi đặt trên mặt đất đều dành cho những trưởng lão và đệ tử bình thường. Là đệ nhất tiên y, chỗ ngồi của thượng quan Tề Sinh được đặt ở vị trí thứ hai phía bên trái, bên cạnh chỗ ngồi chủ của Hoàng Đình. Bên phải chỗ ngồi của huyền hoàng trưởng môn là chỗ ngồi của chủ của huyền môn và những nhân vật nòng cốt trong những môn khác. Ngô Bình nhìn xung quanh, ở quảng trường đã tụ tập hàng chục nghìn người, đông đen, hơn nữa người ta vẫn không ngừng kéo đến. Anh không kìm được hỏi, Linh Nhi, rốt cuộc huyền hoàng môn có bao nhiêu đệ tử? Thượng quan Linh Nhi trả lời, đệ tử của Hoàng Đình không nhiều, tầm 10.000 người. Đệ tử huyền môn thì khá nhiều, tổng cộng không dưới 70-80.000. Còn có mấy nghìn trưởng lão và hàng triệu tạp dịch nữa. Ngô Bình, Hoàng Đình là y đạo, bên huyền môn hình như là chuyên về trận pháp phải không? Thượng quan Linh Nhi đáp vâng, công pháp của huyền môn rất đặc biệt, sở trường là bày bố trận pháp, đồng thời cũng rất giỏi về bùa chú. Thượng quan Tề Sinh vừa xuất hiện, mọi người đã bàn tán sôi nổi. Đệ nhất tiên y xuất hiện rồi, người bên cạnh ông ấy là ai vậy? Anh vẫn chưa biết gì à? Anh ấy là con rể của tiên y thượng quan, chồng của thượng quan Linh Nhi đấy. Cái gì, thượng quan Linh Nhi có chồng rồi á? Chuyện từ lúc nào vậy? Chẳng phải đều nói là cô ấy sắp gả cho Thạch Thanh à? Thì vậy đấy, nên chúng ta mới bất ngờ này. Đệ nhất tiên y bỗng nhiên nói như vậy chắc là nắm vào cuộc thi y đạo. Dù sao với thân phận là con rể của ông ấy, anh ấy cũng có tư cách tham gia thi. Lọt vào mắt xanh của đệ nhất tiên y thì chắc là y thuật cũng đỉnh lắm, có người nói. Tới chỗ ngồi của mình, thượng quan Tề Sinh chắp tay bái huyền hoàng môn chủ, bái kiến môn chủ,
Huyền Hoàng môn chủ là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, tay cầm một cây phất trần, thắt lưng đeo ngọc như ý, sau lưng có 10 người cầm nghi trượng. Ông ta gật đầu, thượng quan Tiên Y không cần đa lễ. Thượng quan Tề Sinh nói, môn chủ, đây là Trương Tiểu Bình con rể của tôi. Tiểu Bình, con chào trưởng môn đi. Ngô Bình cũng bước tới rồi chắp tay hành lễ, Trương Tiểu Bình tham kiến trưởng môn Huyền Hoàng. Trưởng môn Huyền Hoàng gật đầu, tốt, đúng là tuổi trẻ tài cao. Sau màn chào hỏi, thượng quan Tề Sinh nói nhỏ với Ngô Bình, Huyền Bình, ông ấy là trưởng môn Huyền Hoàng, nửa năm nữa có khả năng đột phá lên Đại La. Ngô Bình, Huyền Hoàng môn là thế lực số một ở đại thế giới Huyền Hoàng, sao mãi vẫn chưa có Đại La Kim Tiên ạ? Thượng quan Tề Sinh, Đại La nào có dễ như thế, có Đại La trấn thủ thì hầu hết là các thế lực siêu cấp, truyền thừa của Huyền Hoàng môn vẫn chưa đủ để tôn môn phái đến cấp đấy. Ngô Bình, con nghe nói Huyền Hoàng môn có rất nhiều tài nguyên, còn nắm giữ Huyền Hoàng Hải, chẳng lẽ các thế lực lớn bên ngoài không muốn đánh chiếm sao? Thượng quan Tề Sinh, tuy Huyền Hoàng môn không có Đại La Kim Tiên, nhưng trận pháp của Huyền môn rất lợi hại, Đại La mà tới thì cũng nộp mạng, vì thế bên ngoài mới không dám có ý đồ gì với môn phái. Ngô Bình, bác vừa bảo môn chủ sắp đột phá cảnh giới Đại La ạ. Thượng quan Tề Sinh, tên thật của trưởng môn là Hiên Viên Tịch Cổ, ngày xưa từng là một thiên kiêu, nhưng sau đó đã bị người khác tính kế trong lúc lưu lạc bên ngoài nên suýt mất mạng, giờ thì vẫn bị ám thương. Sau khi quay về thì ông ấy không rời khỏi đây lần nào nữa, nhưng tu vi vẫn tăng lên. Cách đây không lâu, bác phát hiện ám thương ngày xưa của ông ấy đã biến mất, vì thế bác mới đoán ông ấy sẽ đột phá trong nửa năm tới. Ngô Bình, nếu thế thì kiểu gì Huyền Hoàng môn cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Thượng quan Tề Sinh, mong là thế, nhưng con đường thành Đại La có vô vàn nguy hiểm. Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ thì liên tục có thêm người xuất hiện bên cạnh. Có một đám người đi tới, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặt dài, tóc xóa. Mặc trường bào màu vàng, đi cùng còn có 6 cô hầu gái xinh đẹp. Trông thấy người đó, thượng quan Tề Sinh nói, chủ của Hoàng Đình đấy, tên là Mạc Liên Phong. Mạc Liên Phong ngồi vào chỗ xong cũng chào hỏi với trưởng môn, sau đó liếc nhìn thượng quan Tề Sinh rồi cười nói, Tề Sinh, cạnh ông là ai đấy? Thượng quan Tề Sinh, đây là Trương Huyền Bình con rể của tôi. Chủ của Hoàng Đình và chủ của Huyền Môn đều là các trưởng lão nòng cốt của Huyền Hoàng Môn. Huyền Hoàng môn chia làm 5 cơ quan lớn, nhưng 2 trong số đó thì không làm gì, một người suốt ngày bế quan, người thì đi du lịch khắp nơi nên việc chính đều do trưởng môn và chủ của Hoàng Đình với Huyền môn quản lý. Mạc Liên Phong cười nói, Tề Sinh, chúng ta đã giao hẹn sẽ tác thành cho con gái ông với em vợ tôi rồi cơ mà. Sao giờ lại có anh con rể nào xuất hiện thế này? Đừng nói là ông vơ đại một người làm con rể đấy nhé. Thượng quan Tề Sinh không giận mà nói, ông Mạc. Trương Tiểu Bình là thiên tài y đạo, tôi đã truyền y đạo cho thằng bé lâu rồi, không thì tôi đã chẳng dẫn nó đến đây. Mạc Liên Phong cười khẩy rồi nói với một người thanh niên ở cạnh, Thạch Thanh, anh rể xin lỗi cậu, hoa nhà người ta có chủ rồi, sau anh sẽ kiếm cho cậu mối khác. Người thanh niên tên là Thạch Thanh cười lạnh nói, anh, em không phục. Ngoài Mạc Thái ra thì thế hệ trẻ của Hoàng Đình có ai hơn em chứ? Nói rồi. Hắn lạnh lùng nhìn Ngô Bình rồi hỏi, anh có tư cách gì mà đòi cưới thượng quan Linh Nhi? Bị người khác chất vấn ngay trước mặt nhiều người như vậy, Ngô Bình chỉ thờ ơ nói, tôi có tư cách hay không thì liên quan gì đến anh? Anh có phải con tôi đâu mà phải lo vụ này? Thạch Thanh nổi giận, láo lếu, dám ăn nói ngông cuồng ở đây à? Giờ tôi muốn khiêu chiến anh, dám nhận lời không? Ngô Bình, khiêu chiến tôi. Nếu đến con mèo con chó khiêu chiến mà tôi cũng phải nhận lời thì sống làm sao được. Nếu anh muốn khiêu chiến tôi thì đấu luôn trong cuộc thi y đạo này này. Thượng quan Linh Nhi bực mình nói, Thạch Thanh, anh là địa tiên bất tử rồi mà lại khiêu chiến người ở cấp thấp hơn, anh không thấy xấu hổ à? Thạch Thanh, không dám đánh thì biến. Ngô Bình thở dài nói, được thôi, nếu anh thèm chết như thế thì để tôi cho anh tọa nguyện. Anh nói với trưởng môn Huyền Hoàng, trưởng môn. Người này một mực đòi khiêu chiến tôi, nếu tôi đánh chết anh ta thì xin người đừng trách tội. Hiên Viên Tịch Cổ thờ ơ nói, quyền cước không có mắt, ai đánh chết được đối thủ thì là bản lĩnh của người đó, không sao cả. Cậu cũng phải nghĩ cho kỹ, nhớ cậu bị Thạch Thanh đánh chết thì tôi cũng không giúp gì được đâu. Ngô Bình, vâng. Thạch Thanh đã bước ra, Mạc Liên Phong truyền âm cho hắn, anh đã truyền tiên lực cấp thần tiên vào người cậu rồi,
cậu chỉ có một cơ hội thôi nên phải nắm lấy, hãy hạ nó bằng một chiêu. Thạch Thanh, anh rể cứ yên tâm ở em đã nghe ngóng về thằng này rồi, nó còn chưa ngưng tụ được nguyên anh, dù không dùng đến lực thần tiên thì em cũng hạ nó được. Mạc Liên Phong, đừng khinh định, nó là thiên kiêu của thiên địa kiếm tông đấy, thực lực của thiên kiêu rất khó đoán, tốt nhất cậu cứ dùng lực anh truyền cho mà đánh nó. Thạch Thanh, vâng, em nhớ rồi. Lúc này, Thạch Thanh đã bay đến một khoảng đất trống rộng rãi, hắn ngoắc tay với Ngô Bình rồi nói, mau đến đây chịu chết. Ngô Bình bay lên cao rồi hỏi, đánh luôn được chưa? Thạch Thanh, ra tay đi. Thạch Thanh vừa nói dứt câu thì thấy một đường kiếm lóe lên, cực ít người tại đây có thể nhìn thấy đường kiếm ấy, vì nó quá nhanh. Thậm chí Thạch Thanh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đường kiếm chém đứt đôi người. Trong mắt hắn chứa đầy vẻ chấn động và không cam tâm, hắn có lực thần tiên nhưng chưa dùng tới thì đã chết rồi ư. Quỳnh. Ngay sau đó, Thạch Thanh bị chém đứt đôi người đã ngã xuống trong vũng máu. Mọi người đều im phăng phắc, đến khi người Thạch Thanh nổ tung thì họ mới ý thức được là trận đấu còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Ngô Bình phủi tay rồi quay về chỗ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh nói, xin lỗi, quyền cước vô tình nên tôi lỡ giết người mất rồi. Mạc Liên Phong đứng bật dậy rồi lườm Ngô Bình với ánh mắt như muốn giết người. Trưởng môn cũng kinh ngạc, ông ấy nhìn thấy rõ đường kiếm của Ngô Bình nên biết đường kiếm ấy rất đáng sợ, sao anh có thể luyện được. Thượng quan Tề Sinh cũng hết hồn hết vía, ông ấy biết Ngô Bình rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, phải biết rằng anh mới ở cảnh giới địa tiên kết thai thôi, trong khi Thạch Thanh hơn hai những hai cảnh giới lớn mà vẫn bị anh hạ trong một nốt nhạc. Đến thiên kiêu cũng không thể mạnh tới vậy được. Mạc Liên Phong, cậu dám giết em vợ tôi, chịu chết đi. Mạc Liên Phong không cần biết lý lẽ gì hết mà ra tay luôn, một tia sáng bay về phía Ngô Bình, ẩn chứa trong đó là khí tức cực độc và tà, chỉ cần chạm vào nó thì thiên kiêu cũng bị phế. Thượng quan Tề Sinh vung tay lên, một màn sáng ngăn cách giữa hai người, tia sáng của Mạc Liên Phong chạm vào màn sáng đó thì đã hóa thành sương mù. Ông Mạc, Thạch Thanh là người khiêu chiến trước, hơn nữa trưởng môn cũng đã nói sống chết tự chịu. Sao giờ ông lại ra tay với con rể tôi, ông ấy gào lên chất vấn. Mạc Liên Phong thất bại nên phẫn hận nói, không giết nó thì tôi biết ăn nói sao với bên nhà vợ. Thượng quan Tề Sinh cười lạnh nói, ông Mạc, nếu ông dám giết con rể tôi thì tôi thề nhất định sẽ giết thằng con riêng Mạc Thái của ông. Chuyện Mạc Liên Phong có con riêng thì ai cũng biết nhưng không dám nói ra, giờ Thượng quan Tề Sinh nói to trước mặt bao người như vậy, hơn nữa còn lớn giọng uy hiếp nên khiến Mạc Liên Phong thấy khó xử. Ông ta thở dài nói, Thượng quan Tề Sinh, ông dám đe dọa tôi à? Hiên Viên Tịch Cổ thấy bất ổn nên nói, thôi, ông Mạc, chuyện qua rồi, cái chết của Thạch Thanh không thể trách Trương Huyền Bình được. Mạc Liên Phong hừ mạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Hiên Viên Tịch Cổ, mọi người đến đủ rồi đấy, bắt đầu thôi. Một trưởng lão bước ra rồi tuyên bố, cuộc thi y đạo chính thức bắt đầu, mời các thi sinh vào chỗ. Lập tức có hơn 200 người bước ra rồi tiến vào trung tâm của hội trường. Ở đây có rất nhiều bàn, mỗi người một bàn nên ai nấy đều đi tìm chỗ của mình. Trưởng lão kia nói, đầu tiên sẽ là phần trả lời câu hỏi, mỗi người sẽ nhận được đề thi khác nhau, nhưng độ khó thì tương đương, điểm tối đa của vòng này là 100, điểm số sẽ cộng vào điểm tổng sau 4 vòng thi. Lúc này, có một tiên đồng mang đề thi tới phát cho mỗi thi sinh một tờ. Mọi người nhận lấy đề thi xong thì bắt đầu mở ra đọc ngay. Những câu hỏi được chọn vào đề thi đều rất khó, ai trả lời được 1 đến 2 câu là quá siêu rồi. Trong lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ thì có hai người gần như đọc xong cái là bắt đầu viết ngay. Hai người này chính là Ngô Bình và người thanh niên tên là Mạc Thái. Ngô Bình chỉ cần nhìn đề bài là biết đáp án ngay rồi, còn Mạc Thái thì là con riêng của Mạc Liên Phong nên cũng khỏi phải bàn. Mạc Thái được phát đề thi đầu tiên. Hơn nữa hắn ta đã được đọc đề thi này rồi nên biết đáp án là gì ngay. Tuy thế nhưng người hoàn thành xong nhanh nhất vẫn là Ngô Bình, vài phút sau thì Mạc Thái mới xong. Đáp án được chia ra rồi mang lên cho 6 tiên y chấm điểm. Ngô Bình làm xong nhanh nhất nên cũng được chấm điểm đầu tiên, tiên y số 1 đọc đáp án của anh xong thì chấn động, sau đó đôi mắt như phát sáng. Ông ấy nhanh chóng cho anh 100 điểm. Đáp án của người thứ hai cũng khá tốt nên cũng được 100 điểm. Trong số 6 người chấm thi thì có 3 người là người của Mạc Liên Phong, nhưng họ vẫn phải cho Ngô Bình 100 điểm. Chịu thôi,
vì đáp án của anh quá hoàn hảo, thậm chí còn có điểm đáng để họ nghiên cứu. Đáp án thế này mà không được điểm tuyệt đối thì ai mà chấp nhận được. Tuy Mạc Thái đã biết trước đáp án, nhưng bài thi cũng không thể so với Ngô Bình được. Trong 6 người chấm thì có 3 người cho hắn ta 100 điểm, 2 người cho 90 điểm và 1 người cho 95 điểm. Ở thế thắng chắc rồi mà Mạc Thái lại thua, điều này khiến Mạc Liên Phong bắt đầu sốt sắng. Phải biết rằng, để người con riêng của mình có lợi thế, ông ta đã đẩy giải thưởng lên rất cao, nhớ giờ Ngô Bình mà thắng thì biết làm thế nào bây giờ. Ông ta lập tức gọi Mạc Thái rồi thì thầm to nhỏ, con làm ăn kiểu gì thế? Bố đã đưa đáp án cho con rồi cơ mà, sao vẫn thua thằng kia? Mạc Thái vò đầu bứt tai nói, con cũng thấy lạ, hay dám khảo thiên vị nó? Vớ vẩn, trong 6 giám khảo thì đã có 3 người của phe mình rồi, 3 người còn lại thì bố lạ gì nữa? Họ sẽ thiên vị con, chứ không giúp Trương Tiểu Bình đâu. Mạc Thái không cam tâm nói, khó hiểu thật, con đã học theo cổ tịch, đã thế còn mời vài tiên y đến hướng dẫn làm bài, sao lại thua nó được nhỉ? Thôi, vòng 1 xong rồi, không bàn nữa. Quan trọng nhất là vòng 2, bố đã mời hẳn Dược Lão đến dạy con luyện thuốc. Còn mời thêm đại sư luyện đan 4 sao đến dạy con luyện đan, cố đừng làm bố thất vọng, Mạc Liên Phong trầm giọng nói. Mạc Thái, bố yên tâm, con đã luyện thuốc mấy trăm lần rồi, kiểu gì cũng được điểm tuyệt đối, còn đan dược thì con cũng luyện nhiều lắm, 200 nắm chắc trong tay rồi. Con không tin mình thua Trương Huyền Bình ở vòng này. Mạc Liên Phong, đừng sơ suất, phải cố hết sức vào. Vâng ạ. Mọi người nghỉ ngơi một lát thì vòng thi thứ 2 bắt đầu. Vòng này thi luyện đan và thuốc, trị bệnh cứu người thì không thể thiếu thuốc và đan dược được. Nhưng luyện thuốc và luyện đan là việc rất khó, vì thế các tiên y cũng chỉ hiểu sơ qua, còn hầu hết mọi người đều không biết gì. Người luyện chế được đan dược thì còn hiếm hơn, vì thế thầy luyện đan thường có tiền đồ và kiếm nhiều tiền hơn tiên y. Nếu một người có trình độ luyện đan cao thì không cần làm tiên y làm gì. Vị trưởng lão trước đó công bố, bây giờ bắt đầu thi luyện thuốc, có 20 loại thuốc trong danh sách. Điểm cao nhất cho loại thuốc dễ luyện chế nhất là 30 điểm, điểm cao nhất cho loại thuốc khó luyện nhất là 200 điểm. Mọi người hãy tự chọn loại thuốc mà mình muốn luyện chế. Ngay sau đó, Mạc Thái đã chọn một phương thức luyện thuốc tương đương 150 điểm, sau đó lấy lò luyện ra làm luôn. Hắn ta đã được thầy luyện thuốc truyền thụ cho cách làm, tuy còn non tay nhưng vì hắn ta chỉ tập luyện đúng một loại này nên vẫn làm khá tốt. Ngô Bình cũng chọn, nhưng anh chọn loại thuốc 200 điểm. Lấy dược liệu xong, anh lấy tiên y lò thuần nhất ra rồi vào việc. Cách luyện thuốc của anh trông rất tự tin, đôi tay anh như đang múa để cho dược liệu vào lò. Thuốc này có tên là ngũ tâm tán, với anh mà nói thì không khó luyện chút nào. Vì thế, khi Mạc Thái vẫn còn đang cắm cụi luyện thuốc thì Ngô Bình đã làm xong rồi, có tia sáng màu xanh ánh từ trong lò luyện ra, anh bắt lấy rồi ngưng tụ thành thuốc bột màu xanh nhạt. Thấy Ngô Bình hoàn thành phần thi nhanh chóng. Lập tức có người đến lấy thuốc của anh rồi mang đến cho 5 vị trưởng lão nhận xét. Họ đều là các nhân vật lớn của luyện dược giới nên có trình độ luyện thuốc rất cao, vì thế họ sẽ chịu trách nhiệm chấm thi ở vòng này. Khi thuốc của Ngô Bình được mang đến, cả 5 người đừng sững sờ, sau đó đứng bật dậy. Họ nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt phức tạp, sau đó chụm đầu thì thầm với nhau, sau đó một người nói, chúng tôi cùng quyết cho thuốc này 200 điểm. Mạc Thái vẫn đang luyện thuốc bắt đầu run tay. Suýt nữa cho nhầm dược liệu vào, hắn ta khó tin nói, không thể nào. Mạc Liên Phong cũng kinh hãi, nhưng vẫn nhắc con mình tập trung. 15 phút sau, Mạc Thái mới luyện thuốc xong, 5 vị dược sư nhìn thuốc của hắn ta xong thì không tỏ thái độ gì, cuối cùng mọi người thương lượng rồi cho Mạc Thái 95 điểm. Trong 95 điểm này có ít nhất 15 điểm là nể mặt Mạc Liên Phong, không thì Mạc Thái chỉ được 80 điểm thôi. Mạc Thái nhăn mặt. Sau đó nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, không hiểu tại sao anh lại luyện thuốc siêu đến vậy. Ngô Bình không muốn lãng phí thời gian nên hỏi trưởng lão hướng dẫn, tôi luyện đan luôn được không? Trưởng lão kia, được, có 10 loại đan dược, loại thấp nhất là 50 điểm, cao nhất là 500 điểm, cậu tự chọn đi. Ngô Bình đã chọn phong lôi đan 500 điểm rồi đi lấy dược liệu, tiếp theo lấy thần lò long hổ ra luyện chế. Theo quy tắc, chỉ cần luyện chế ra đan dược nhị phẩm sẽ được điểm tuyệt đối. Nhưng để cho chắc nên anh đã luyện chế đan dược nhất phẩm. Đương nhiên anh cũng là người luyện chế đan dược xong đầu tiên, khi anh đặt 5 viên đan dược lên trước mặt các thầy luyện đan thì họ đều phải gật gù.
Một người trong số đó cười nói, cậu Trương có tài luyện đan siêu phàm, chúng tôi khâm phục. Ngô Bình, quá khen. Cuối cùng, năm giám khảo hội ý rồi cho anh 500 điểm. Cứ thế, Ngô Bình cũng đã giành được điểm tuyệt đối ở vòng này. Mạc Thái hoàn toàn thất vọng, Ngô Bình được 700 điểm rồi thì hắn ta đuổi theo kiểu gì? Cuối cùng vì quá áp lực nên hắn ta không phát huy được tốt trong lúc luyện đan, vì thế đã luyện chế thất bại, chỉ được 75 điểm. Những người còn lại thì chỉ được khoảng vài chục điểm ở phần thi luyện đan hoặc luyện thuốc. So ra thì thành tích của Mạc Thái cũng không phải là tệ, chỉ là thua xa Ngô Bình thôi. Sau đó, vòng thi thứ 3 đã bắt đầu. Ở vòng này sẽ kiểm tra tài chữa bệnh cứu người của thí sinh, trước mặt mỗi thí sinh sẽ xuất hiện một bệnh nhân, mức độ bệnh của họ là khó ngang nhau, thậm chí còn chung một bệnh, để tìm các bệnh nhân phù hợp với cuộc thi, Huyền Hoàng Môn đã hao tổn rất nhiều tâm trí. Vị trưởng lão trước đó tuyên bố, quy tắc ở vòng thi này là phải tập trung để chữa khỏi cho bệnh nhân số 1, sau khi thành công thì mới được tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân số 2 rồi cứ thế lên tiếp. Nhưng từ bệnh nhân số 2 trở đi, số lượng bệnh nhân sẽ có hạn, ai chữa bệnh chậm thì sẽ mất tư chất tiếp tục cuộc thi. Ông ấy ngập ngừng một lát rồi nói, bắt đầu. Ngô Bình nhìn bệnh nhân số 1 ở trước mặt mình thì thấy kinh lạc của người này bị tắc, nguyên thân cũng bị thương, anh giơ tay vỗ vào đầu bệnh nhân, một luồng sức mạnh kỳ diệu chảy vào trong cơ thể của người bệnh. Nửa phút sau, toàn thân người bệnh đã khoan khoái, mồ hôi túa ra, đồng thời đầu óc cũng tỉnh táo. Anh ta mừng rỡ nói, cảm ơn thượng tiên, tôi đã khỏi bệnh rồi. Lúc này, những người khác vẫn đang chẩn bệnh, Mạc Thái cũng vừa bắt đầu châm cứu cho bệnh nhân của mình. Cái gì? Gần như tất cả các tiên y ở đây đều đứng hình rồi bật dậy. Đến thượng quan Tề Sinh cũng phải lẩm bẩm, độ ách thủ. Thượng quan Linh Nhi kinh ngạc hô lên, bố, đây là độ ách thủ đã thất truyền nghìn năm ư. Thượng quan Tề Sinh gật đầu, chắc chắn là nó. Sau khi chờ giám khảo kiểm tra lại cho bệnh nhân số 1 xong, Ngô Bình đã bắt tay vào điều trị cho bệnh nhân số 2. Bệnh nhân số 2 chỉ có 30 người, chữa khỏi cho ai là hết người ấy. Ngô Bình gật đầu, người tiếp theo. Thượng quan Tề Sinh cười nói, đây là độ ách thủ chắc luôn rồi. Mạc Liên Phong nhăn nhó mặt mày, sự việc đã phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta, thế này thì dù Mạc Thái có cố đến mấy cũng không thể giành vị trí số 1 được rồi. Sau đó đến bệnh nhân số 3, số 4 và số 5, Ngô Bình cũng chỉ vỗ vào người họ một cái là họ khỏi bệnh ngay. Khi anh chữa đến bệnh nhân số 11 thì Mạc Thái mới bắt đầu chữa cho người số 3. Lúc này, trong mắt Mạc Thái chỉ còn lại sự bàng hoàng, vì y thuật của Ngô Bình quá giỏi, không biết thượng quan Tề Sinh tìm đâu ra một tên quái vật như anh. Bệnh nhân số T1 có chứng bệnh hơi phức tạp, Ngô Bình vừa nhìn đã lấy thiên nguyên châm ra châm cứu. 36 mũi kim xoay tròn trong lòng bàn tay anh rồi nhanh chóng cắm vào kinh lạc của người bệnh. Thấy thế, có người hô lên, thiên nguyên châm, sao cậu ta lại có vậy? Người khác nói, có gì lạ đâu, mọi người không phát hiện ra à? Cậu ấy có thể phát huy công dụng của thiên nguyên châm lên cao nhất, điều này chứng tỏ cậu ấy có sức mạnh thiên nguyên. Bệnh nhân số 11 nhanh chóng khỏe lại, người số 12 nhanh chóng đứng trước mặt Ngô Bình. Lần này, anh phải luyện thuốc cho người đó uống, sau đó vỗ vài cái vào người bệnh nhân thì người này nôn ra chất dịch màu đen, sau đó mới khỏe lại. Chữa xong cho 12 người thì điểm số của Ngô Bình đã cao đến mức giật mình 2.500 điểm. Đến bây giờ, anh đã giữ chắc vị trí số 1, vì dù Mạc Thái có giành được 100 điểm ở vòng cuối thì cũng chỉ được 1.000 điểm thôi. Có tiên y nói, quy trình thi của hội y đạo mấy nghìn năm nay vẫn thế. Trong ấn tượng của tôi thì hình như người có điểm cao nhất cũng chỉ 1.850 thôi. Một người khác nói, vâng, thiên tài này về sau đã trở thành tiên y vĩ đại nhất trong suốt 3.000 năm của Hoàng Đình. Nhưng cậu Trương Tiểu Bình này thì chắc sẽ trên 4.000 điểm mất, đáng sợ quá. Đúng là khủng bố, mọi người cùng cảm thán. Thượng quan Tề Sinh cười nói với thượng quan Linh Nhi, thấy bố tinh mắt chưa? Thượng quan Linh Nhi đỏ mặt. Nhưng cũng phải công nhận mắt nhìn người của bố mình quá đỉnh. Sau đó, Mạc Thái đã có điểm số xếp sau Ngô Bình, hắn ta đã chữa khỏi cho bệnh nhân số 7. Nhưng đến bệnh nhân số 8 thì chịu, ban đầu, Mạc Liên Phong chỉ giúp hắn ta chuẩn bị đến bệnh nhân thứ 7 thôi, vì từ số 8 trở lên là rất khó. Hơn nữa, ông ta không ngờ là lại có người xuất sắc chữa khỏi cho bệnh nhân số 12. Tiếp theo là vòng thi giành quyền trả lời,
lần này sẽ do đích thân các tiên y ra câu hỏi, mỗi người 10 câu. Người đầu tiên ra câu hỏi chính là Thượng quan Tề Sinh. Thượng quan Tề Sinh bước tới rồi mỉm cười nói, câu hỏi đầu tiên, nếu bị tà ma nhập vào người quá 3 ngày thì phải làm sao? Khi nghe thấy câu hỏi này, đến Mạc Thái còn ngẩn ra, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Ngô Bình gõ chuông trên bàn. Thượng quan Tề Sinh, mời cậu. Ngô Bình, cần 3 bước là trấn hồn, tiếp theo đến bóc tách rồi điều dưỡng, sau đó anh đã giải thích chi tiết từng bước. Mọi người nghe xong thì sáng mắt lên, vì cách làm của Ngô Bình rất tuyệt. Chờ anh nói xong, Thượng quan Tề Sinh cười nói, rất tốt. Cách của cậu còn hay hơn đáp án mà tôi chuẩn bị, tôi cho cậu 10 điểm. Mạc Thái không phục nên hậm hực nói, không công bằng, ông đứng đầu trong 4 đại tiên y nhưng lại là bố vợ của anh ta, khéo đã chuẩn bị đáp án trước cho anh ta rồi. Mọi người bắt đầu xì xào, đoán giả đoán non không biết Thượng quan Tề Sinh có lén đưa đáp án trước cho Ngô Bình hay không. Thượng quan Tề Sinh nói, các vị đều thấy Trương Tiểu Bình có tư chất nghịch thiên thế nào rồi mà, vòng thứ 4 này cậu ấy có thi hay không thì cũng thế, việc gì tôi phải gian dối. Nhưng để cho minh bạch thì mọi người muốn cho thêm câu hỏi khác vào cũng được. Mạc Liên Phong chợt nói, không cần đâu, bị tà ma nhập thân là vấn đề khó của giới y học rồi, Trương Tiểu Bình đưa ra được cách hay như vậy không biết có dám chữa thử cho một người không? Ngô Bình, nếu có thì cứ dẫn đến đây, tôi chữa hết. Mạc Liên Phong, trùng hợp trong phủ tôi đang có một người, nếu cậu chữa khỏi cho người này thì không cần thi thiếp nữa, vị trí số 1 sẽ là của cậu luôn. Còn nếu cậu không chữa được thì cậu và Thượng quan Tề Sinh đã gian dối trong thi cử, cậu sẽ bị hủy tư cách dự thi. Mọi người nghe xong thì đều chửi Mạc Liên Phong vô liêm sỉ, rõ ràng Trương Tiểu Bình thắng chắc rồi còn chơi xấu người ta. Và lại, ông ta ngấm ngầm giúp Mạc Thái nhiều như thế, tưởng người khác không biết chắc. Thượng quan Tề Sinh cau mày nói, ông Mạc, ông làm thế là không công bằng. Mạc Liên Phong nói, tôi quyết rồi, nếu ông không phục thì có thể bảo con rể ông không thi nữa. Ngô Bình nói ngay, tôi chấp nhận điều kiện của ông. Thượng quan Tề Sinh nhìn con rể tương lai của mình rồi bật cười nói, được, hãy thể hiện tài năng của con cho ông Mạc thấy. Mạc Liên Phong nói với một thuộc hạ ở bên cạnh, mang nguyên ma đến đây. Không lâu sau, đã có 12 người nâng một cái lồng tạo ra từ tiên kim xuất hiện. Tiên kim này cực kỳ kiên cố, đại la kim tiên cũng không dễ dàng phá vỡ được. Hơn nữa, mặt ngoài lồng sắt còn bùa chú do đại la kim tiên viết. Lồng cao 3 mét, dài 5 mét, rộng 4 mét, bên trong có một người đàn ông mặc áo quần rách nát màu đen, râu tóc rậm rạp, che hết ngũ quan của anh ta. Người này vừa xuất hiện, Thượng quan Tề Sinh đã biến sắc, Mạc Liên Phong, ông vậy mà lại dám đưa nguyên ma đến. Lý ma này đã bị tà ma viễn cổ ám người hơn 3.000 năm, không ai trị được cả. Nghe thấy người này là nguyên ma, đám đông kích động, thảo luận xôn xao. Nguyên ma, đó không phải là kẻ bị người ta nói là chẳng ai cứu được sao? Vẫn luôn bị trấn áp ở tiên giới, sau này đưa đến hoàng đình cứu chữa, nhưng được tiên cứu chữa cũng không có cách này, lần này thả ra, đã 2.000 năm rồi. Chủ hoàng đình đưa anh ta đến để cậu Trương chữa trị, vậy cũng thật quá đáng rồi. Đúng vậy, đây căn bản là cố ý làm khó, không muốn cậu Trương giành vị trí hạng nhất. Ngay cả Hiên Viên Tịch Cổ cũng thấy Mạc Liên Phong quá mất mặt, ông ấy hắng giọng nói, Liên Phong, 3.000 năm nay, không ai có thể chữa trị cho nguyên ma, đưa anh ta đến thí nghiệm, không được thích hợp lắm. Mạc Liên Phong đã quyết định không cần mặt mũi nữa, bởi vì vị trí đầu tiên không thể để Ngô Bình có được. Ông ta nghiêm túc nói, trưởng môn, là Trương Tiểu Bình này đồng ý, tôi cũng không ép anh ta. Ngô Bình nhìn người trong lồng, cảm thấy tà ma trong thân thể anh ta đã dung hợp thành một thể với người này rồi, hơn nữa hai người cũng chung sống hòa bình. Chuyện này khiến anh rất tò mò, tình huống này là sao chứ? Anh lạnh nhạt nói, được, để tôi thử xem. Thấy Ngô Bình không phản đối, mọi người đều hiếu kỳ nhìn qua, chẳng lẽ anh thật sự có thể chữa trị được nguyên ma? Ngô Bình đến trước lồng sắt, nói tôi không hiểu rõ về bệnh nhân này. Thượng quan Tề Sinh đi đến, nói, 3.000 năm trước, người này từng là đệ nhất thiên kiêu tiên giới. Từng xếp thứ 9 trên bảng chân nhân trong sách thiên kiêu, xếp thứ 10 bảng chân quân, thứ 7 bảng tiên quân, thứ 6 bảng hư tiên. Sau này thì độ kiếp thành thánh. Ngô Bình kinh ngạc, mạnh vậy sao? Thượng quan Tề Sinh gật đầu, đáng tiếc, sau khi anh ta trở thành hư tiên, chẳng biết tại sao đột nhiên lại nhập ma, về sau mới phát hiện,
là bị một ma linh cổ xưa mạnh mẽ chiếm hữu. Khi đó, mấy vị kim tiên ra tay giúp đỡ, cũng không làm được gì ma linh cổ xưa này. Kể xong ông ta lại nói tiếp, cậu có thể chữa được không? Ngô Bình quan sát một lúc, có thể chữa, chỉ là hơi rắc rối chút. Mọi người kinh ngạc, người này nói là có thể chữa được. Mạc Thái cười lạnh, anh ta là nguyên ma đấy. Không có thể chữa được cả, anh cũng không thể. Ngô Bình không quan tâm đến hắn ta, lại lấy ra châm thiên nguyên, châm vào đầu nguyên ma ba kim châm thiên nguyên. Gương mặt người này bị râu tóc che lấp, vậy mà lại chậm rãi ngẩng đầu, hai tay tách ra, để lộ gương mặt anh tuấn trả tuổi. Đôi mắt anh ta, một bên đen như mực, một bên sáng như sao. Anh là ai? Sao lại đánh thức tôi? Anh ta hỏi, âm thanh rất thu hút, vừa dịu dàng lại vừa bình tĩnh. Ngô Bình, tiền bối, anh đang khống chế ma linh viễn cổ bằng việc ngủ mê sao? Người này gật đầu, đúng vậy, ta ngủ mê, nó cũng phải ngủ mê, chỉ đành xem cuối cùng ai vượt qua ai thôi. Ngô Bình, tôi có thể giúp tiền bối trấn áp ma linh cổ xưa này, thậm chí giúp anh luyện hóa nó. Đối phương rất bình tĩnh nói, 3.000 năm nay, đã có 157 người nói với tôi như vậy rồi, anh là người thứ 158. Ngô Bình, tôi khác với bọn họ, tôi lợi hại hơn bọn họ. Nói xong anh lại nói tiếp, mở lồng ra, tôi muốn đi vào. Mọi người kinh ngạc, có y tiên nói, tuyệt đối không được. Thực lực nguyên ma này rất đáng sợ, một khi anh ta phát điên thì chỉ có Đại La Kim Tiên có thể kiểm soát. Ngô Bình, không cần lo lắng, sau khi tôi đi vào, các người cứ khóa lồng lại. Nghe anh nói muốn đi vào trong lồng, Thượng Quan Linh Nhi vội đứng dậy, Huyền Bình, không được như vậy. Ngô Bình cười nói, Linh Nhi không cần lo lắng, tôi sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Thượng Quan Tề Sinh như suy nghĩ gì đó, nói, được thôi, vậy cứ mở lồng sắt ra, nếu có chuyện xảy ra, mọi hậu quả do lão phu chịu. Y Tiên đứng đầu đã nói như vậy rồi, người khác đương nhiên cũng chẳng có ý kiến gì. Có người lấy 12 chìa khóa, lần lượt mở ra, lúc này mới mở cửa lồng. Người ngồi trong lồng cũng không có ý định ra khỏi lồng. Ngô Bình sải bước lớn đi vào, ngồi đối diện với anh ta. Lúc này, người bên ngoài căng thẳng đóng cửa lồng, khóa lại. Ngô Bình ở trong lồng nói, bây giờ, anh nên tin tôi rồi chứ? Người đàn ông có chút kinh ngạc, bởi vì Ngô Bình là người đầu tiên dám đi vào trong lồng chữa trị cho anh ta. Anh không sợ chết sao, anh ta nói. Ngô Bình, không sợ, bởi vì tôi sẽ không chết. Người đàn ông cười lạnh, anh tự phụ quá rồi. Có những lúc, tôi cũng không thể khống chế được bản thân mình. Ngô Bình bặm môi, thầm nói tiền bối cũng đừng quá căng thẳng, trên bảo sách thiên kiêu, tôi vừa trở thành nhân vương được xếp trong 10 người đứng đầu, sơ ngưng nguyên thần, cũng đứng thứ 5. Nếu bây giờ tôi kiểm tra, thì chắc chắn đứng đầu bảng nguyên thần. Người đàn ông kinh ngạc, đứng đầu bảng nguyên thần, không thể nào. Ngô Bình cười nói, anh cảm thấy, tôi lừa anh thì ích gì. Người đàn ông trừng to mắt. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói, nếu mà đứng nhất, thì đúng thật rất kinh khủng. Ngô Bình, vì vậy, anh phải tin tôi, phối hợp với tôi. Bây giờ, chúng ta làm quen với nhau trước đi, tôi tên Lý Huyền Bình. Người đàn ông im lặng vài giây, Khương thần kinh. Ngô Bình, anh Khương, tuy anh lớn hơn tôi mấy nghìn tuổi, nhưng luận về y thuật, chắc chắn anh không bằng tôi. Vì vậy tôi hy vọng tiếp sau đây anh có thể toàn lực phối hợp với tôi. Khương thần kinh, được, tôi đồng ý thử. Ngô Bình nói, bước thứ nhất, tôi sẽ mượn sức mạnh sấm sét phong ấn tà ma, sau đó giúp anh luyện hóa nó. Khương thần kinh, được. Ngô Bình trà sát hai tay, trong tay bỗng xuất hiện 3.000 thần châm do sấm chớp tạo thành, những thần châm này bỗng chốc xuất hiện, cùng lúc xuyên vào trong thần hồn Khương thần kinh. Sau đó, toàn bộ châm thiên nguyên đều đâm vào thân thể anh ta, đồng thời anh cũng niệm thần chú, hai tay làm dấu. Chớp mắt, ma linh cổ xưa nằm sâu trong linh hồn Khương thần kinh bỗng nổi giận, điên cuồng phản công. Thế nhưng sấm chớp đầu tiên trong hỗn độn uy lực kinh người, mạnh mẽ trấn áp nó. Khương thần kinh cũng bắt đầu luyện hóa tà ma dưới sự dẫn dắt của Ngô Bình. Anh ta và tà ma vốn ngang sức nhau, hôm nay lại có thêm Ngô Bình giúp sức, lập tức chiếm thế thượng phong. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, ma linh cổ xưa kia đã bị ép thành một đóm ma quang màu đen, ma quang không ngừng bị tiêu hao. Càng lúc càng yếu. Sau hai khắc đồng hồ, Khương thần kinh bỗng mở bừng hai mắt, lạnh lùng nói, diệt.
Một làn gió tinh thần thổi mạnh ra, ma linh cổ xưa hoàn toàn bị tiêu diệt, hóa thành thần hồn chi lực đơn thuần, dung nhập vào thần hồn Khương Thần Kinh. Khương Thần Kinh chậm chậm đứng dậy, sau đó cẩn thận thi lễ với Ngô Bình, đa tạ. Mọi người đều kinh ngạc, nguyên ma khôi phục rồi. Mạc Liên Phong vô cùng kinh sợ, nói, sao có thể? Trưởng môn Huyền Hoàng cũng đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Khương Thần Kinh vươn tay nắm lấy lồng sắt, bỗng vang lên âm thanh rõ ràng, lồng tự động mở ra, anh ta mời Ngô Bình đi ra trước, sau đó mới đi theo ra sau. Ngô Bình, anh Khương, anh có dự định gì không? Khương Thần Kinh nói, tôi phải quay về nhà một chuyến trước, gặp người nhà, rồi tôi lại đến tìm anh. Ngô Bình cười nói, cũng được. Hiên Viên Tịch Cổ vội tiến lên, anh ta thi lễ với Khương Thần Kinh, tiền bối, Khương Thị hiện tại đã là một trong thất đại thiên tinh thế gia của tiên đình rồi. Khương Thần Kinh hỏi, ngươi là ai? Hiên Viên Tịch Cổ vội nói, vãn bối Hiên Viên Tịch Cổ, là trưởng môn Huyền Hoàng Môn. Khương Thần Kinh không quan tâm đến anh ta, nói với Ngô Bình, huynh đệ, đại ơn không chỉ nói suông. Đợi tôi báo thù xong sẽ đến tìm anh. Anh ta không nói nhiều, khinh không rời đi, người bỗng chốc đã biến mất. Ngay khi anh ta biến mất, không gian xung quanh bỗng gãy khúc, trật tự đại đạo cũng nổ tung. Vẻ mặt Hiên Viên Tịch Cổ thay đổi, kinh hô nói, mạnh thật. Thượng quan Tề Sinh, người trên bảng hư tiên, có thể không mạnh sao? Anh ta đã từng là thánh nhân, thực lực thật sự có thể giết chết đại la sơ cảnh. Hiên Viên Tịch Cổ bỗng cười ha ha, nói với Ngô Bình, Trương Tiểu Bình, cậu làm tốt lắm. Bây giờ, tôi tuyên bố cậu là người đứng đầu. Được thánh nhân của thiên tinh thế gia gọi là huynh đệ, hiện tại ai dám coi thường Ngô Bình? Hiên Viên Tịch Cổ cũng không dám. Hiên Viên Tịch Cổ nói, lấy phần thưởng đến. Phần thưởng thứ nhất, là bảo vật chân quý Huyền Hoàng Môn cất giữ bao nhiêu năm, Thanh Liên Hỗn Mang. Thanh Liên Hỗn Mang này, được giữ trong một khối thủy tinh lớn. Cách lớp thủy tinh, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí chất bất phàm của nó. Khi nhìn thấy Thanh Liên Hỗn Mang, ánh mắt Ngô Bình bỗng sáng lên kỳ lạ. Món thứ hai là túi tiền, bên trong có 3 tỷ thần long tệ. Mạc Liên Phong giật mình, nói anh rể, để hắn làm chủ hoàng đình, vậy còn ta thì sao? Hiên Viên Tịch Cổ liếc nhìn cậu em vợ rồi lạnh lùng nói, cậu vẫn là nòng cốt. Nhưng, Mạc Liên Phong vẫn còn muốn nói gì đó nhưng ánh mắt sắc lạnh của Hiên Viên Tịch Cổ khiến ông ta phải im lặng và từ từ cúi đầu. Hiên Viên Tịch Cổ mỉm cười với Ngô Bình, lúc nào cậu cũng có thể đến Huyền Hoàng Hải, với tư chất của cậu thì nhất định sẽ có thu hoạch. Ngô Bình, đa tạ trưởng môn. Hội y đạo kết thúc, mấy người Ngô Bình quay về nhà thượng quan. Thượng quan Linh Nhi, phụ thân, sao bỗng dưng trưởng môn lại thay đổi thái độ? Trước đó ông ấy còn rất lạnh lùng với Ngô Bình, thiên vị Mạc Liên Phong mà. Thượng quan Tề Sinh mỉm cười, vì nguyên ma. Thượng quan Linh Nhi, vì hắn ta sao? Thượng quan Tề Sinh, đệ nhất thiên kiêu của tiên giới quay về, nhất định sẽ khiến tiên giới dậy sóng, với tài nguyên của nhà họ Khương, cộng thêm việc hấp thụ thái cổ ma linh được luyện hóa, không bao lâu nữa Khương Thần Kinh sẽ lại bứt phá. Đến lúc đó, ông ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Ngô Bình. Thượng quan Linh Nhi gật đầu, cũng đúng. Khương Thần Kinh quá đáng sợ, ai dám động đến Huyền Bình thì phải suy nghĩ đến việc sẽ bị ông ta báo thù trước. Ngô Bình, anh không dựa dẫm bất cứ ai. Sau này anh nhất định sẽ thành công hơn cả Khương Thần Kinh. Anh không nói dóc, ở cùng cảnh giới, thành tựu của anh cao hơn nhiều so với Khương Thần Kinh. Thượng quan Tề Sinh cười ha ha, đó là chuyện đương nhiên rồi, Huyền Bình, con định lúc nào vào Huyền Hoàng Hải. Ngô Bình, chưa gấp, đợi con đạt đến Nguyên Anh rồi đi cũng chưa muộn. Thượng quan Tề Sinh, vậy cũng được. Ngô Bình, bác, hội y đạo đã kết thúc. Con xin phép về trước. Thượng quan Tề Sinh, ừ, chú ý cẩn thận, bác và Linh Nhi đợi ngày con vực dậy. Sau khi chào tạm biệt hai cha con Thượng quan Tề Sinh, Ngô Bình rời khỏi đại thế giới Huyền Hoàng, đến Đông Doanh tìm mấy người tiểu Hoàng Long. Hỏa Hoàng Nhi háo ăn như thế mà mấy ngày nay không cho cô bé ăn, nhất định là đói lắm rồi. Lúc anh lên đến đảo, Hỏa Hoàng Nhi và Đoá Đoá đang chơi đùa trên bãi biển, bên cạnh có 4 tu sĩ lạ. Khi Ngô Bình nhìn thấy nhóm tu sĩ đó thì phát hiện tu vi của họ cao đến đáng sợ, không ngờ cả 4 người đều là hư tiên, hơn nữa còn là hư tiên với thực lực rất cao. Hỏa Hoàng Nhi và Châu Châu nhìn thấy Ngô Bình thì chạy qua,
Hỏa Hoàng Nhi xà vào lòng anh, nũng nịu nói, bố ơi, con đói. Ngô Bình, đói rồi sao? Xem bố đem gì đến cho con này. Anh lấy ra một viên thủy tinh lớn với một đóa thanh liên hỗn mang được phong ấn bên trong. Hỏa Hoàng Nhi nhìn thấy thanh liên thì tròn xoe hai mắt, thốt lên, hoa đẹp quá, có ăn được không? Ngô Bình mỉm cười, nói, đây là thanh liên hỗn mang, con có huyết mạch Phượng Hoàng, chắc là có thể ăn được. Anh dứt lời thì đập tay xuống, quả cầu thủy tinh vỡ nát, một luồng ánh sáng vút lên trời cao với khí tức đáng sợ làm rung chuyển cả càn khôn. Rắc rắc. Hỏa Hoàng Nhi cắn một miếng cành thanh liên, ánh sáng của thanh liên lập tức yếu đi. Rắc rắc rắc. Hỏa Hoàng Nhi cắn thêm vài miếng nữa thì ăn hết cành thanh liên, hai mắt cô bé sáng lên, cô bé nói, ngon, ngon quá đi mất. Bố ơi, còn nữa không? Ngô Bình trừng mắt, để dành mà ăn, còn ăn kiểu đó thì bố phá sản mất. Bốn thiên tiên đó vô cùng kinh ngạc, thanh liên hỗn mang. Đấy chẳng phải là báu vật hỗn độn trong truyền thuyết sao? Cứ thế đưa cho cô bé ăn à? Lúc này Ngô Bình mới hỏi, các người là ai? Một thiên tiên liền nói, ông chủ, chúng tôi là người hầu của cô chủ. Ngô Bình chỉ vào Hỏa Hoàng Nhi, người nói Hỏa Hoàng Nhi sao? Vị thiên tiên đó nhìn Hỏa Hoàng Nhi không quan tâm đến anh ta vội nói, đúng vậy, chúng tôi cảm thấy cô chủ tiền đồ rộng mở, nên tình nguyện làm người hầu của cô ấy. Ngô Bình, ừ, các người cũng biết nhìn lắm, đúng là sau này Hỏa Hoàng Nhi sẽ rất lợi hại. Sau đó, anh nói với Hỏa Hoàng Nhi, Hoàng, cùng bố đến chợ thiên dạo chơi không? Hỏa Hoàng Nhi sáng mắt, được ạ, con muốn cùng bố đi mua đồ ăn ngon. Cô bé cũng biết về chợ thiên, là Tử Phi nói cho biết. Tiểu Hoàng Long liền nói, anh Bình, tôi cũng đi. Ngô Bình, cậu ở nhà đợi đi. Ngô Bình bỏ lại Tiểu Hoàng Long với khuôn mặt bí xị, dắt theo Hỏa Hoàng Nhi đến chợ thiên. Anh từng đến chợ thiên một lần, chớp mắt họ đã đến khu vực bán thức ăn. Ở chợ thiên, Ngô Bình đang chọn thức ăn thì Hỏa Hoàng Nhi bỗng nói, bố ơi, con cảm thấy bên kia có thức ăn ngon. Thế là Ngô Bình đi theo hướng chỉ của Hỏa Hoàng Nhi một đoạn thì đến một chợ cá, ở đó có bán đủ các loại cá, giá cả rất đắt. Ngô Bình mỉm cười, Hoàng Nhi, con muốn ăn cá sao? Hỏa Hoàng Nhi gật đầu, chỉ vào một đống cá, bố ơi, mua đống cá đó đi. Ngô Bình hỏi ông chủ thì biết đống cá đó cũng chỉ có giá mấy chục tiền bùa nên đã mua ngay lập tức. Sau khi rời khỏi chợ cá, Hỏa Hoàng Nhi bỗng nói, bố ơi, mau đổ cá ra đi. Thế là Ngô Bình đổ cá ra sàn, Hỏa Hoàng Nhi bốc ra một con cá nhỏ dài bằng bốn ngón tay, màu vàng nhạt, nằm kẹt trong đống cá, không có gì nổi bật. Ngô Bình liếc nhìn, cảm thấy con cá đó không có gì đặc biệt nên hỏi, Hoàng Nhi, con mua nhiều cá như vậy là vì nó sao? Hỏa Hoàng Nhi mỉm cười, nói, bố, kiếp trước con cá này là một nhân vật lớn rất lợi hại, ông ta bị người ta hại chết, dấu ấn sinh mệnh bị vỡ nát thành vô số mảnh, trong đó mảnh quan trọng nhất đã biến thành con cá này. Ngô Bình rất bất ngờ, con có thể nhìn thấy tiền kiếp của con cá này sao? Hỏa Hoàng Nhi, không thể nhìn thấy nhưng con có thể cảm nhận được. Ngô Bình hứng thú, tiền kiếp của nó là nhân vật ở cấp nào? Đại La Kim Tiên hả? Hỏa Hoàng Nhi lắc đầu, trên cả Đại La, là cao thủ cấp đại tổ. Ngô Bình giật mình, cấp đạo tổ hả? Ai mà lại có thể giết lão tổ? Hỏa Hoàng Nhi, không có gì kỳ lạ cả, bố, thức ăn cũng mua được kha khá rồi, chúng ta đi thôi. Ngô Bình nói, ừm, bố dắt con đến gặp người trong nhà. Ý anh đang muốn nói đến Hưng Long. Hỏa Hoàng Nhi rất vui, được đấy, con muốn gặp bà và cô Út. Bà nội Trương Lệ. Cô Út đương nhiên nhà Ngô Mi. Về đến Hưng Long, Ngô Bình dắt Hỏa Hoàng Nhi đến gặp Trương Lệ, Ngô Mi và Đường Tử Di. Tất cả mọi người đều thích cô bé xinh đẹp đáng yêu này. Ngô Bình giao Hỏa Hoàng Nhi cho Trương Lệ rồi dắt theo đại thần Côn Ngô đến nước Kim Ưng. Nước Kim Ưng, Tà Thần Tông. Người của Tà Thần Tông vừa mới xây xong tế đàn, đang chuẩn bị chọn ngày đón Tà Thần Ba Mắt hóa thân giáng lâm. Chính vào lúc đó, Ngô Bình xuất hiện. Người của Tà Thần Tông nhìn thấy sát thần là anh thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tông chủ bước ra, thượng tiên đại giá quang lâm, thứ lỗi không đón tiếp từ xa. Ngô Bình, tà thần của các ngươi đã giáng lâm chưa? Tông chủ vội nói, đang chuẩn bị đón tiếp. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, thiết nghĩ hóa thân của tà thần được đón tiếp này cũng có tu vi thiên tiên nhỉ.
Tông chủ, đúng thế, chắc cũng là cao thủ hư tiên. Ngô Bình, vậy thì bắt đầu đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi không sợ tà thần được đón đến sao? Đương nhiên họ không nói ra những thắc mắc đó mà chỉ dám để ở trong lòng. Quá trình đón tiếp rất phức tạp, vừa giết động vật sống vừa niệm chú, còn có người nhảy múa, giày vò đến 3-4 tiếng đồng hồ thì tế đàn mới sáng lên. Một luồng sáng đen từ trên trời giáng xuống, chạm đến người giấy ở giữa tế đàn. Luồng sáng đen càng lúc càng đậm, người giấy từ từ bay lên lơ lửng. 10 phút sau, không ngờ người giấy lại biến thành người sống, mắt từ từ mở ra, khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười cực kỳ tà ác. Ngô Bình mãi quan sát, anh phát hiện thực lực của tà thần hóa thân này đã khá mạnh. Lúc này anh đánh thức đại thần Côn Ngô, chẳng phải ông nói nuốt thần linh mới có thể mạnh sao? Tà thần này thế nào? Đại thần Côn Ngô, đương nhiên là được, nhưng bây giờ ta rất yếu, e là đánh không lại. Ngô Bình, có tôi này. Ông ấy nói, mọi người lui xuống đi. Những người tà thần tông đều đi ra xa, bây giờ chỉ còn lại Ngô Bình và đại thần Côn Ngô. Người giấy biến thành người sống đã đứng lên, khi ánh sáng cuối cùng biến mất, ông bật cười, cuối cùng cũng đến thế giới này, cảm thấy rất tốt. Ông ta nhìn, các tín đồ của tôi đang ở đâu? Ngô Bình nhảy thẳng lên đàn tế, một phát đè hóa thân của tà thần xuống đất, vung nắm đấm lên. Đánh nó 3 cái, tà thần này kêu lên, cậu là ai? Ngô Bình không đáp chỉ phóng kim thiên nguyên ra, phong ấn thần sức của nó, lớn tiếng nói, đại thần Côn Ngô, có thể rồi đấy. Đại thần Côn Ngô lập tức phát ra âm thanh quái lạ, giữa tâm mi tà thần liên tục phóng ra năng lượng, bị đại thần Côn Ngô hút vào trong mũi. Mấy phút sau, đại thần Côn Ngô đã hồi phục một ít thực lực, mà hóa thân tà thần đã trở nên yếu ớt. Đại thần Côn Ngô hít mạnh một hơi, tà thần này biến thành một luồng sáng, bị nó hút mất. Hấp thu hóa thân của tà thần, hai mắt đại thần Côn Ngô sáng lên, ông ấy vui mừng nói, rất tốt. Sau này cậu phải tìm nhiều thần linh cho tôi hơn, như thế tôi có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Ngô Bình, ông xem thần linh là hòn đá dưới đất đấy à, dễ tìm thế sao? Đại thần Côn Ngô, tôi hồi phục thực lực mới có thể giúp được cậu. Ngô Bình gọi tông chủ tà thần tông đó đến, khi ông ta nhìn thấy hóa thân tà thần không còn nữa, ngạc nhiên hỏi, thượng tiên, tà thần đâu? Ngô Bình nói, bị ta giết chết rồi, các ông tiếp tục triệu hồi tà thần, xem có thể làm thêm một hạ giới hóa thân. Tông chủ trợn mắt há mồm, lẩm bẩm, chuyện này, tà thần không ngốc, hóa thân bị giết, e là ông ta sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu. Ngô Bình hỏi, bình thường làm sao các ông giao lưu với tà thần ba mắt? Người này nói, có thể thông qua giấy đốt thần để giao tiếp với thần ba mắt. Ngô Bình nói, vậy tôi nói, ông viết. Người này bất lực gật đầu, lấy một giấy bùa màu xanh ra, chuẩn bị bút bùa đợi Ngô Bình nói. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nghe nói ông là thần ba mắt, lá gan nhỏ như chuột, vợ ngủ với người khác cũng không dám hó hé. Nếu tôi là ông thì chi bằng chết cho xong. Còn làm thần gì nữa chứ? Ông làm mất mặt thần quá, tôi nghe nói ông là một kẻ bỏ đi nên tôi đã giết hóa thân của ông rồi. Ha ha, đừng nói là thực lực của ông kém cỏi, căn bản chẳng thể đỡ được một đòn. Cuối cùng tôi cảnh cáo ông đừng giáng hóa thân xuống nữa, nếu không tôi giết đến địa bàn của ông, nghe rõ không? Nói rồi anh hỏi tông chủ tà thần tông đang ngây người, viết xong chưa? Tông chủ tà thần tông lau mồ hôi, thượng tiên, viết xong rồi. Ngô Bình rất hài lòng, được rồi, đốt cho ông ta đi. Một ngọn lửa sáng lên, giấy thần biến thành luồng sáng, bay vào không trung. Giấy thần này vừa đốt không bao lâu, trên đàn tế bỗng xuất hiện tia sấm sét tạo thành một vòng xoáy năng lượng màu đen, bên trong vang lên tiếng gầm gừ như tiếng sấm. Ngô Bình nghe thấy tiếng gào đầy tức giận, cười nói, đây là tà thần ba mắt đang tức giận sao? Ngô Bình nhìn một lúc, cảm thấy có lẽ đối phương có thực lực cấp chân tiên. Không dễ đối phó. Anh nói, khó đánh bại, chỉ có thể dùng mưu. Anh lấy một lá bùa kiếm thiên tượng ra, tay trái cầm bùa, tay phải phát ra kiếm quang kinh người. Kiếm quang ngưng tụ thành một bàn tay lớn chấn áp hóa thân của tà thần ba mắt đó. Cảnh giới kiếm đạo của anh đã là cảnh giới không tượng, dễ dàng dựa vào uy lực của kiếm phù để chấn áp tà thần. Tà thần ba mắt cảm nhận được áp lực cực lớn, không động đậy được, cũng không có sức phản kháng. Ông ta vừa kinh ngạc vừa nổi giận, rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình mặc kệ ông ta nói, Côn Ngô, mau lên.
Đại thần Côn Ngô lập tức nhào sang dùng cách trước đó, ông ấy nhanh chóng luyện hóa hóa thân của tà thần này. Đại thần Côn Ngô dần mọc ra một cơ thể và tứ chi mới, cuối cùng biến thành một người đàn ông trung niên cao lớn và dũng mãnh, khí tức của ông ấy còn mạnh hơn cả hóa thân của tà thần ba mắt lúc nãy. Đại thần Côn Ngô nói, bây giờ tôi đã hồi phục một ít thực lực rồi. Ngô Bình, đại thần Côn Ngô, ông về nhà canh giữ trước đi. Đại thần Côn Ngô gật đầu rồi biến thành luồng sáng bay ra khỏi đó. Tông chủ đó khiếp sợ, cả người run rẩy. Ngô Bình vung một tay lên, kiếm quang chấn động, lập tức hủy luôn đàn tế, sau đó nói với người đó, tà thần Tông đã giải tán, các ông cút hết đi. Vâng vâng. Người này như thể chạy trốn vội vàng chạy ra khỏi đó. Sau khi người này đi, Ngô Bình phóng linh biến ra, một chân san bằng tà thần Tông, từ nay về sau thế giới này không còn tà thần Tông nữa. Tiêu diệt xong tà thần Tông, anh đến bộ phận của Thiên Địa Kiếm Tông ở nước Kim Ưng. Bộ phận này do mấy người ở Thục Sơn Kiếm Phái ban đầu như Lưu Vọng Công, Trần Đạo Huyền quản lý, một số người ở ngoại viện Thục Sơn ban đầu như Mộc Tâm Lan, Lâm Thanh Giao, Lâm Bích Giao, đều ở đây. Từ khi tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết do Ngô Bình truyền dạy, tu vi của mọi người đã tiến bộ rất nhanh, họ hiện là thế lực lớn nhất trong nước Kim Ưng. Những người nòng cốt như Lưu Vọng Công mời Ngô Bình đến vào trong điện nói, Huyền Bình, nếu không nhờ cậu ra mặt giải quyết, kết cục của mấy người bọn tôi sẽ cực kỳ thê thảm. Ngô Bình, mặc dù nơi này rõ ràng là thuộc về Thiên Địa Kiếm Tông nhưng đệ tử đã cho mọi người quyền tự chủ rất lớn, gần như cùng không khác Thục Sơn Kiếm Phái năm đó là mấy. Mọi người cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá. Trần Đạo Huyền, Huyền Bình, bọn ông đã tuyển đệ tử từ tứ phương về để gia tăng huấn luyện, đa số đệ tử trước kia của Thục Sơn cũng đã trở về đây, phỏng chừng không bao lâu nữa thực lực của bọn ông sẽ vượt qua Thục Sơn phái ban đầu. Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt, cha nuôi có cần gì thì có thể nói với con bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài điện, các người đều ở đây bàn cái gì thế? Vừa dứt lời, một thanh niên bước vào, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo, ánh mắt như xem thường người khác. Nhìn thấy hắn, Trần Đạo Huyền thấp giọng nói, người do Thiên Địa Kiếm Tông phái đến để theo dõi chúng ta. Người này không biết Ngô Bình, hắn trợn mắt nhìn anh hỏi, anh là ai, tại sao lạ mặt thế? Ngô Bình, kẻ khốn nào đó, đến cả tôi mà cũng không biết. Lâm Thanh Giao, vị này là Trương Tiểu Bình, đệ tử của Tông Chủ. Đối phương nghe thế cũng không sợ mà chỉ cười mỉa, tông chủ đã mất tích rồi, bây giờ tông chủ do Thiên Sầu Thiên Quân thay thế, còn tôi là cháu ngoại của Thiên Quân, Tào Võ. Ngô Bình đã biết trước, một khi La Thiên Tướng không thể quay về kịp lúc, Thiên Địa Kiếm Tông chắc chắn sẽ phản lại, nhưng không ngờ lại thay đổi nhanh như thế. Tào Võ lại nói, còn nữa Thiên Sầu Thiên Quân đã ra lệnh gạch bỏ Trương Tiểu Bình ra khỏi Thiên Địa Kiếm Tông, bắt đầu từ bây giờ anh đã không còn liên quan gì đến Thiên Địa Kiếm Tông nữa. Ngô Bình cũng không giận, hóa ra tôi đã không còn là đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông nữa, tốt lắm. Vừa dứt lời, một luồng kiếm ý đè xuống, Tào Võ hoảng hốt gào lên, mồ hôi lạnh túa ra. Ngô Bình lạnh lùng đáp, cút đi, nếu không sẽ chết rất thảm. Tào Vũ không dám nói thêm nửa lời, quay đầu chạy thẳng. Thấy đối phương đã bỏ chạy, Ngô Bình nói, xem ra chúng ta cũng không thể ở lại đây được nữa. Đưa theo tất cả mọi người rời khỏi đây thôi. Ngô Bình tìm một vị trí trong hồ Ma Long, đây vốn dĩ là một quần đảo, thế đất khá cao. Anh quyết định sẽ lập lại kiếm phái Thục Sơn ở đây. Những thành viên của kiếm phái Thục Sơn ban đầu đa số đều có mặt ở đó. Mặc dù đã có không ít đệ tử hy sinh nhưng những thành viên cốt cán vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên xây dựng lại kiếm phái Thục Sơn cũng không phải chuyện khó. Sau đó, Ngô Bình chuyển trực tiếp những ngôi nhà đã xây xong tới đây. Sau đó, lại cho xây thêm nhiều đền đài cung điện và chiêu mộ thêm nhiều đệ tử. Địa điểm mà anh chọn cách Hưng Long không xa, Ngô Bình bảo mọi người dọn vào rồi truyền dạy kiếm quyết cho họ. Loại kiếm quyết mới này còn cao minh hơn Thiên Địa Kiếm Quyết, tu luyện lại dễ hơn một chút. Ngô Bình đặt tên nó là Thục Sơn Kiếm Quyết. Năm đỉnh núi, hai điện và một phủ trước đây giờ đã bị giải tán, không thiết lập lại nữa. Anh bắt Tạ Cuồng, Diệp Thần, Diệp Huyền, Triệu Thiên Lạc, Hồng Lăng, tất cả vào trong đó tu luyện. Lưu Vọng Công vẫn là trưởng môn, Trần Đạo Huyền, Mộc Tâm Lan, Lục Phi Hùng là thượng trưởng lão. Ngô Bình đương nhiên cũng cần một danh phận, anh chính là thái thượng trưởng lão của kiếm phái Thục Sơn, địa vị không thua kém gì trưởng môn, nắm quyền sinh quyền sát trong tay.
việc của kiếm phái Thục Sơn, sau khi dặn dò cấp dưới thì anh không ngó ngàng đến nữa. Có điều, anh cho Lưu Vọng Công 10 tỷ tiền bùa coi như là tiền thưởng cho việc phục hồi kiếm phái. Có số tiền này là đủ cho những chi tiêu cần thiết sau này. Thiên Địa Kiếm Tông đang đau đầu vì nhiều việc, tự nhiên có một đám người bỏ đi cũng không khiến cấp trên chú ý nhiều nên việc này nhanh chóng qua đi. Kiếm phái Thục Sơn thành lập chưa được bao lâu thì sư phụ của Ngô Bình Kiều Bộ Tiên cuối cùng cũng xuất quan. Sau khi liên lạc với Ngô Bình, ông ấy vội vã tìm tới địa chỉ mới của kiếm phái Thục Sơn. Kiều Bộ Tiên bế quan lần này khiến tu vi tăng mạnh, giờ ông ấy đã là địa tiên cảnh giới thần hóa. Ngô Bình cũng để ông ấy đảm nhiệm chức phụ thượng trưởng lão, nắm nhiều quyền hành trong tay. Không chỉ có Kiều Bộ Tiên mà Đại sư huynh Diệp Thiên Tông, Nhị sư huynh Dương Mộ Bạch và nhiều người khác cũng được nhận các chức vụ hoặc trở thành đệ tử của kiếm phái. Sau khi ở lại kiếm phái Thục Sơn nửa tháng, tu vi của anh có sự tiến bộ. Ngô Bình cảm giác mình chỉ còn cách cảnh giới anh biến nhiều nhất là 1-2 tháng nữa. Hôm nay, một luồng sáng đen từ trên trời hạ xuống ngay trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình mở to mắt quan sát thì thấy đó là Hỷ Bảo đang cõng Hỏa Hoàng Nhi trên lưng. Ngô Bình cười hỏi, Hỷ Bảo, sao con lại tới đây? Hỷ Bảo giờ trông đã giống như một cậu thanh niên 20 tuổi. Cậu ấy cười đáp bố, con đột phá cấp 11 rồi. Hỏa Hoàng Nhi cười nói, anh Hỷ Bảo lợi hại thật đấy. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, cấp 11, nhanh đấy. Hỷ Bảo đáp bố tiếp con vài chiêu đi. Ngô Bình cười đáp được, bố cũng muốn xem cấp 11 của Thiên Vu Kinh mạnh cỡ nào. Hai bố con họ đi tới một khu đất trống. Hỷ Bảo tuyên bố bắt đầu rồi lập tức xuất quyền. Ngô Bình giơ tay đỡ, chỉ cảm thấy một lực đạo kinh hoàng ập tới khiến anh lùi ra sau hai bước. Hỷ Bảo lập tức xuất chiêu thứ hai, có điều cổ tay cậu đã bị Ngô Bình tóm lấy, hất nhẹ một cái là Hỷ Bảo đã ngã sóng xoài ra đất. Hỷ Bảo ngã u cả đầu, kinh ngạc hỏi, bố, sao bố làm được vậy? Ngô Bình, con chỉ có lực mạnh thôi chứ không hiểu võ học. Nào, để bố dạy con cách dùng lực đánh người. Hỷ Bảo là vô thể chí tôn, học hỏi cực nhanh. Ngô Bình dạy qua 1-2 lần là Hỷ Bảo lập tức làm được giống hệt. Hỏa Hoàng Nhi đứng bên cạnh cắn hạt dưa, thi thoảng lại khen vài câu. Dạy được một lát, Ngô Bình hỏi Hỷ Bảo, con có cảm thấy võ học rất thú vị không? Hỷ Bảo gật đầu, vâng, rất thú vị. Bố, con muốn học thêm. Ngô Bình, muốn học thêm cũng được thôi, có điều học võ phải chịu khổ. Hiện giờ... Bố sẽ đưa con đến một nơi, đó là thiên đường học võ. Ở đó có thứ mà con muốn học. Hỷ Bảo gãi đầu, vậy phải học bao lâu hả bố? Ngô Bình, còn phải xem tư chất của con, có thể là vài ngày, vài tháng thậm chí là lâu hơn. Hỷ Bảo nghĩ tới việc Ngọc Hư Cung uy hiếp người nhà mình thì cắn răng nói, bố, con muốn đi. Ngô Bình rất vui, anh đáp, được, Hỷ Bảo chỉ là tên cúng cơm của con thôi. Hôm nay bố đặt cho con cái tên chính thức, Lý Nguyên Tượng. Hỷ Bảo cười đáp, được, từ giờ tên con là Lý Nguyên Tượng. Đi thôi, Ngô Bình vẫy tay, dẫn Lý Nguyên Tượng vào điện đường cực võ. Không thấy Lý Nguyên Tượng đâu, Hỏa Hoàng Nhi hỏi, bố, anh Hỷ Bảo đi học võ rồi sao? Ngô Bình, đợi con lớn hơn một chút thì cũng có thể học. Hỏa Hoàng Nhi cười đáp, con muốn học kiếm đạo giống bố cơ. Ngô Bình cười đáp, được, con có thể ở lại kiếm phái Thục Sơn học kiếm thuật. Vì đã xa nhà một thời gian nên anh đưa Hỏa Hoàng Nhi về lại Hưng Long. Vừa quay về, anh phát hiện ra toàn bộ Hưng Long đã được một năng lượng huyền diệu bao bọc và bảo vệ. Mà thứ tỏa ra năng lượng này chính là Đại Thần Côn Ngô. Sức mạnh của Đại Thần Côn Ngô giờ đã đạt tới cấp chân tiên. Có ông ấy bảo vệ khu vực này, Ngô Bình không có gì phải lăn tăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.